Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 8 giờ 37 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật cộng tu, dân nhàn lên tỉnh Thất để chia sẻ văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Đây là bộ sách gần 2 năm nay dẫn nhàn miệt mài vừa xem để tự thân mình áp dụng và vừa phổ biến cho tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử trên toàn thế giới. Vì có bộ sách văn sao của Tổ sư Ấn Quang, có những người nhận được 1 đến 2 lá thư của Tổ Ấn Quang. Người nào Tổ gửi thư nhiều nhất là trong vòng khoảng 13-14 lá trở lại thôi. Thế mà khi họ vâng lời chân thật làm theo, tự thân họ có kết quả và gia đình họ có hữu ích, cho nên họ giữ lại mãi đến khi Tổ sư Ấn Quang tịch thì cái bộ tục biên tiếp tục ra đời. Chánh biên và tam biên thì khi Tổ còn tại thế đó thì nhiều người người ta đã ngưỡng mộ, người ta in ra rồi. Mà trong lòng Giác Nhàn thì rất là hổ thẹn, tự nhủ vì sao có những người họ xem được những lá thư Tổ Ấn Quang gửi cho họ 1-2 lá thôi, lại họ có tính tâm với cái pháp môn niệm Phật và họ niệm Phật vãng sanh rất là dễ dàng. Vì sao 2 năm nay đến 990 lá thư mình coi hết mà mình vẫn chưa có đạt được giống như những người mà Tổ sư Ấn Quang gửi thư cho họ? Lý do gì?
do cái lòng thành kính của mình chưa đạt tiêu chuẩn. Cái người mà họ nhận văn sao của Ấn Tổ, những lá thư đó, cái lòng họ tôn kính Tổ và xem Tổ sư Ấn Quang giống như là một vị Bồ Tát hiện hữu trước mặt đang ban pháp âm cho họ khi họ xem thư của Ấn Tổ. Trong này nếu ai đọc văn sao mà thấy Tổ sư Ấn Quang đang trước mặt mình ban pháp âm, lòng tôn kính tột bực, quý vị nhận được tín hiệu tốt ngay. Cái điều này Ngài có nói trong văn sao là đọc kinh của Phật, lời Phật dạy, mình phải thấy Phật đang trước mặt mình ban pháp âm, không dám một ý niệm manh nha khởi lên bất kính hoặc giả là giải đãi, hoặc giả là khinh nhờn. Thì những cái lợi ích trong kinh nói, xem kinh công đức vô lượng, những lợi ích gì trong kinh nói bạn đều nhận được hết. Chúng tôi tự thẹn vì mình chưa đạt được cái lòng cung kính, cho nên xem 990 lá thư mà mình vẫn chưa thẩm thấu được lời Tổ dạy, thiệt là lòng hổ thẹn đến cùng cực. Nghiệp chướng quá sâu dày, Tổ dạy cho mình con đường để mà mình thoát khổ, để liễu sanh thoát tử trong một đời này, để vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Khi về trên đó rồi là không mang cái thân đất nước gió lửa, mạng trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, không ở trong cõi ngũ trượt này nữa, mà thân người gọi là tử ma chân kim, không đau bệnh, và sống cái thân này, mang cái thân này sống cho đến khi mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cõi trên đó là các hàng Bồ Tát thượng thiện nhân, toàn là tán thán thôi chứ không có chê bai chỉ trích, gặp nhau đều cung kính A-di-đà Phật hết. Và đi thì dùng thần thông để đi chứ không có dùng phải máy bay xe cộ như ở đây. Một đất nước Tây Phương Cực Lạc mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn tán thán, cái quả đức y báo bất khả tư nghì của Đức Phật A-di-đà, Ngài tu vô lượng kiếp, Ngài hình thành một cảnh giới bên đó. Vì sao bây giờ mình lại còn quyến luyến ở đây, mình chưa chịu về? Để khi thân thể của mình đau bệnh, thọ mạng của mình hết rồi đó, bám víu vô cái thân mạng không được, bám víu vô vật chất cũng không được, bám víu vô nhà cửa cũng không được, và cảm giác rằng mình không thể nào ở trong cõi này nữa, không thể nào ở trong cõi này được nữa, thì lúc đó mới A-di-đà Phật, mấy bọn đứa con về Cực Lạc đi Phật, A-di-đà Phật, sao lâu quá vậy Phật? Người này được về không? Không được về đâu à. Vì hằng ngày tích lũy ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp, dẫu cho thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp vẫn sanh lên cõi trời, không tích lũy tịnh nghiệp. Không còn thời gian tích lũy tịnh nghiệp nữa. Quay quần với cơm áo, gạo tiền, ăn mặc ở bệnh, không còn thời gian nữa. Và cõi này đụng cái, cựa cái, nhích cái là điều là gặp ác không. Vừa mở mắt ra ăn cũng là ăn mặn ăn thịt chúng sanh rồi. Mở miệng ra cái là nói sai sự thật rồi. Khởi lên ý niệm cái là vọng tưởng điên đảo, suy nghĩ sằng bậy rồi. Hằng ngày tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Thì tam đồ là quê hương, ta bà là quán trọ, ở chỉ có trăm năm thôi, mà về địa ngục ngạ quỷ súc sanh là mấy triệu kiếp. Tổ sư Ấn Quang nói. Còn người mà hàng ngày họ chân thật niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, họ đủ tín nguyện Phật, họ đủ tín nguyện niệm Phật, thì ở đây là quán trọ, mà quê hương
Tây phương là quê hương của họ. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi nghe chúng tôi thấm thía. Ai muốn ở đây là quán trọ Tam Đồ là quê hương đâu, giơ tay coi. Ồ, có cô kia quê giơ tay kìa. Đừng có giơ tay chứ, nguy hiểm lắm. Mình chưa phải là Địa Tạng Bồ Tát thì đừng có lấy địa ngục là cảnh giới của mình nha. Vô là dính luôn à. Ai thấy ở đây là quán trọ quê hương Tây Phương Cực Lạc là quê hương của mình, giơ tay lên. Đó, vậy mới được chứ. Vậy thì bây giờ muốn quê hương của mình ở nơi đó vĩnh cửu để thành Phật luôn là Tây Phương Cực Lạc thì phải làm sao? Có hai cái chỗ này lắng nghe. Người này phải thành kính, chân thành, không giả dối. Dù ông chồng mình, con mình nó giả dối, nó lừa gạt mình vẫn không giả dối lừa gạt lại họ. Vì mình đã mang cái nhân lừa gạt, giả dối với người khác, cho nên bây giờ mình bị cái quả. Gặp ông chồng, gặp đứa con, nó đến nó đòi nợ, nó đến nó báo oán, mình hoan hỷ để mình trả, hay là tiếp tục để mình gây cái nhân lừa gạt báo oán lại, sân hận với họ nữa? Không dạy gì. Lắng nghe cái chỗ này, lắng nghe cái câu này quan trọng. Nhất ẩm nhất trác gia do tiền định. Một miếng ăn, một miếng uống, một ngụm nước, một chén cơm đều là do tiền định. Tiền định tức là có sẵn cái phước báu đời trước rồi, bây giờ mình mới có thể hưởng được. Một miếng ăn là đơn giản nhất, một miếng uống là đơn giản nhất. Nếu không có phước, họ cũng không thể ăn, không thể uống được. Một đống vàng đó nó nằm bệnh, không ăn, không uống được, hết phước rồi. Huống chi là vợ chồng, huống chi là con cái, huống chi là cha mẹ. Điều là do tiền định hết, tiền là trước, định đó là cái nhân nó định đoạt cho mình. Nếu mình gặp một người chồng, đầu tiên là họ rất quý trọng mình, họ về ở với mình, đến bây giờ họ xài xẻ, họ kiếm chuyện với mình. Hoặc một người vợ bây giờ là họ không lo cho gia đình nữa, họ đi kiếm một cái người đàn ông khác, thì đều là do tiền định hết. Mà tiền định đó là đời trước đã nó có cái nhân định sẵn rồi, bây giờ mình phải gặp cái quả này, hoan hỷ vui vẻ chấp nhận bằng lòng, nói với lòng mình rằng nhân tôi làm như vậy, bây giờ tôi phải gặp quả như vậy. Bây giờ tôi tạo cái nhân niệm Phật tịnh nghiệp để tôi lấy cái quả bên Tây Phương Cực Lạc là về bên đó ở. Được không? Nhưng mà chúng sanh thì sợ quả, không sợ nhân. Nhân ác không sợ, cứ làm. Khi gặp quả ác rồi bắt đầu là gì? Chạy về chùa ôm ông chân ông Phật. Phật ơi con khổ quá, Phật làm sao cho ông đó ông chết sớm đi Phật. Sao mà Phật làm cho ông đó chết sớm được? Khổ với ông quá rồi. Toàn là cầu Phật bằng từ cái tâm bất kính phiền não. Lắng nghe nè. Tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nếu mà bỏ qua nhất giả lễ kính chư Phật thì không thể thành Phật được. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Thì cái câu, cái nguyện đầu tiên nhất giả lễ kính chư Phật là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, con gà, con vịt nó cũng có Phật tánh. Hôm qua coi những lời răn nhắc về việc kiên giết, phóng sanh ăn chay, Ấn Tổ nói kinh khủng. Loài súc sanh nó là một loại phước báu cạn mỏng do nghiệp si mê, cho nên nó không có đủ phước làm người, nó sanh lên cõi trời, nó phải làm loài súc sanh. Nó đau khổ khi mình giết nó chống trả không được thôi, chứ nó rất là sân hận bực tức, nó khổ đau lắm. Khi mà giết nó ăn như vậy
thì chắc chắn phải gặp quả báo, không trước thì sau, không sớm thì muộn. Quả báo đầu tiên đó là phải đau bệnh để trả, rồi thọ mạng mình phải ngắn, gặp nhiều chướng duyên chướng ngại. Dẫu là bạn không trực tiếp giết, nhưng đem tiền ra mua, đó là thuê người ta giết và tùy hỷ người đó giết và vui theo với người đó giết, thì sát nghiệp này không thể tưởng tượng nổi đâu. Ở đây hôm nay ai khôn hồn thì về ăn chay trường đi. Một buổi giảng xong rồi, nghe thầy nói thì sợ thiệt, nhưng mà vì khách khứa, vì chuyện này, vì chuyện nọ, nhưng không vì sanh tử. Lúc chết nó đến đòi mạng, ai vì mình? Ai vì chuyện này cho mình? Hỏi lại thử coi, ai vì chuyện này cho mình? Có ai gánh vác được chuyện này cho mình không? Không. Mình phải lãnh đủ mà. Cung kính chúng sanh như Phật, gà vịt heo, đời sau nó sẽ là nhiều đời sau, nó có phước báu, nó tu hành, nó có sở thể thành Phật được. Phải cung kính. Chút nữa chúng tôi nói cái chỗ cung kính này, bây giờ chúng tôi nói qua cái chuyện tán thán. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. 12 đại nguyện vương cổ Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật, nhập vào đại định, nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, có cái phẩm thập đại nguyện vương này, 10 đại nguyện này. Người đó mình cung kính, nhưng mà họ là người ác cũng cung kính. Họ lừa gạt mình cũng cung kính, nhưng mà không tán thán họ. Họ là người ác, họ là người không tốt, không tán thán. Ai mình xứng đáng là người tán thán? Các vị Bồ Tát xứng đáng mình tin tưởng, mình tán thán. Bồ Tát Hải Hiền, lão Phật gia Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không suy cử ngài lên tổ thứ 14, đáng tán thán. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, 93, 94 tuổi rồi, vẫn giảng 2 tiếng đồng hồ, trí tuệ siêu việt, không bệnh tật. Người này đáng cung kính, đáng tán thán. Lão Hải Hiền 112 tuổi, không đau bệnh, đáng tán thán. Lão Phật gia Ấn Công là tổ sư Ấn Quang, đáng tán thán. Những vị này chuyên tu về pháp môn tịnh độ, mình phải tán thán để người ta nương theo. Hòa Thượng Tịnh Không, lắng nghe ha. Ngài nói tổ sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng tôi tin điều này 100%, không một chút ngờ vực. Vì cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói ra là như đinh đóng vô gỗ lim, như đinh đóng vô cột, không có thể mà xê dịch được. Chúng tôi tin tưởng lời của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài cũng là một vị Bồ Tát, cho nên Ngài nói là không có sai. Khi mà Ngài nói Ngài Hải Hiền á, là một vị mà Bồ Tát tái lai thị hiện biểu pháp pháp môn tịnh độ, đến bây giờ mới thấy sự thực, thân thể của Ngài 6 năm còn nguyên vẹn. Ngài đã đón trước sự việc, nhìn người Ngài biết. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là tổ sư Ấn Quang, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói, nhìn cái cuộc đời hành trạng của Ngài á, y như Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở điểm nào? Một số các vị tổ bên tịnh độ, có những vị từ thiền sang, như Ngài Mộng Đông, tức là Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, Ngài Mã Minh, vân vân, một số các vị từ thiền chuyển sang, cũng là các vị Bồ Tát biểu pháp hết. Bởi vì biết rằng cái thời này tu thiền nó khó, dầu cho nghiệp sạch tình không rồi đi nữa, ngộ gì đi nữa mà chưa phải là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì gầy lắm. Cho nên tổ sư Ấn Quang khi Ngài coi vô những cuốn như là Ngũ Kinh Tịnh Độ, một số kinh sách tịnh độ là Ngài tự thâm nhập vô tịnh độ, không có ai truyền pháp cho Ngài. Ngài nói là bản thân tôi không có ai truyền pháp cho tôi. Tôi thấy pháp môn tịnh độ nó thù thắng di diệu, rồi tự thân tôi hành trì, tôi tu tập. Thì đây là chỉ có các vị Bồ Tát. Còn hàng phàm phu như chúng ta mà không có ai nói cho chúng ta nghe là chúng ta không khởi được tín tâm. Dẫu cho nói đi nữa,
mình cũng chưa thâm nhập nổi, căn lành mình quá là thấp kém, mình là phàm phu mà. Trên cái điểm mà đầu tiên chúng tôi thấy là Ngài thâm nhập vô tịnh độ, không ai truyền pháp cho Ngài, thì chỉ có các vị Bồ Tát mới có cái khả năng này. Ngay nơi Hòa Thượng Tịnh Không mà khi đến Đài Trung học pháp với Ngài Lý Bỉnh Nam mà học 10 năm, mà học 5 năm sau Ngài Lý Bỉnh Nam đưa cái bộ văn sao này mà Hòa Thượng Tịnh Không đọc vào chấp nhận nhưng mà không theo, không làm theo. Dễ sợ. Về sau mãi cho đến lúc Hòa giảng Hoa Nghiêm rồi mới thâm nhập được tịnh độ. Thế giờ không phải dễ đâu. Điểm thứ nhất chúng tôi thấy Tổ Ấn Quang khi đọc vào sách tịnh độ là Ngài thâm nhập vào tịnh độ niệm Phật luôn. Điểm thứ hai, Ngài lấy cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, Ngài đưa vào trong ngũ kinh tịnh độ. Cái chỗ này chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ mới làm thôi, chứ không có ai làm được chỗ này. Và khi đưa vào ngũ kinh tịnh độ, thứ nhất đó là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là chúng ta đang tụng nè, và Thượng Tịnh Không giảng đó là một. Thứ hai là Quán Kinh Vô Lượng Thọ là hai. Thứ ba là Phật Thuyết Kinh A Di Đà là ba. Thứ tư là phẩm 10 Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát do ông Ngụy Mật Thâm đưa vào tứ kinh tịnh độ. Và ngũ kinh tịnh độ đó là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Luận đó là một bộ luận, đó là luận vãng sanh của Ngài Thiên Thân. Nhiều đó, tịnh độ mình nhiều đó, không có nhiều, nhưng mà bao nhiêu đó thôi, chúng ta hành trì cũng thừa cái điều kiện về giáo điển để chúng ta thâm nhập vào để mà vãng sanh thừa. Và trong cái lúc mà Ngài gửi thư cho người khác, hầu như Ngài nói cái cách mà điều nhiếp sáu căn tình niệm tương kế đắc tam ma địa ấy là đệ nhất, chỉ có cách này. Thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm tương kế đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Ngài giới thiệu cái cách này của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, dùng cái phương pháp nghe lại tiếng niệm Phật, nghe lại tiếng niệm Quan Âm, nghe lại tiếng trì chú Đại Bi. Đó là lấy cái cách tu của Bồ Tát Quan Tham là lắng nghe cho kỹ từng chữ từng câu, và lấy cái cách điều nhiếp sáu căn của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu ai chịu hành trì chắc chắn thành tựu. Khi niệm Phật, mắt phủ xuống, phủ đôi mi xuống, phủ rèm mắt xuống 1/3, nhìn thấy mờ mờ bên ngoài để nhãn căn không bị phân tán, gọi là nhiếp nhãn căn. Tai nghe câu Phật hiệu cho kỹ càng từng chữ từng câu: A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lắng nghe từng chữ từng câu, lắng nghe lâu ngày vọng niệm sẽ bị khuất phục. Dẫu cho có dâng trào lên nó cũng chả làm gì mình được hết, nó không có làm cho mình khổ. Và lâu ngày chày tháng nó sẽ tự mất, không trừ mà tự mất. Không sợ tham sân si khởi, chỉ sợ giác chậm. Đề khởi câu Phật hiệu chậm không kịp, bất úy tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ tham sân si khởi, chỉ sợ giác chậm. Đề khởi câu Phật hiệu chậm, không có lực thì chịu thua. Cho nên Ngài lấy cái phương cách của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ cho chúng ta, hầu như là Ngài nói chúng ta là phải áp dụng kiểu này, điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế. Thì đó là cái tín hiệu mình thấy Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Hôm bữa có một vị thầy, ông chuyên nhập thất, ông theo đường lối của Ấn Tổ, ông tịnh tu, hai mẹ con tịnh tu, nói câu này mà chúng tôi tâm đắc. Lắng nghe nè: mình là kẻ phàm phu, không biết quý hòa thượng, không biết quý thầy, không biết quý Phật tử, không biết ai là thánh, là phàm, là Bồ Tát tái lai, mắt phàm mình không phân định được. Thì bây giờ phải làm sao? Nghe theo người đi trước giới thiệu đây là một vị Bồ Tát, mình nhìn vào những cái lời nói của Ngài và cái hành trạng của Ngài, mình áp dụng, mình hành theo, thì quý vị không sai.
Chứ còn không thì hôm nay quý vị lên trên mạng đủ thầy đủ kiểu. Dĩ nhiên là mỗi chúng sanh là mỗi nghiệp chướng bệnh tham sân si khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, cho quý thầy đưa ra nhiều toa thuốc. Nhưng mà cái toa thuốc A Già Đà là pháp môn tịnh độ thì pháp môn này là chúng ta yên tâm trong thời mạt pháp, không phải lo nghĩ lăng tăng nữa. Cho nên Ấn Tổ nói cái pháp môn tịnh độ là cái liều thuốc A Già Đà, uống vào thân tâm có lợi thôi chứ không có hại. Sợ quý vị không chịu niệm thôi, không chịu uống cái liều thuốc này thôi. Chứ nếu mà chịu uống vào cái liều thuốc này là thân tâm mạnh khỏe, tinh thần sung mãn, trí tuệ siêu việt. Người không niệm Phật mà họ tu cái pháp môn nào khác mà so bì với cái người niệm Phật thì cái trí tuệ hai người là một trời một vực. Bởi vì lấy cái quả giác của Phật A Di Đà làm cái nhân địa tâm của mình để tu thì không ai bị kịp nổi đâu. Cái người niệm Phật một thời gian, thân tướng họ thay đổi, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển mà. Mà khi cái thân, cái tâm của họ thay đổi rồi, cái tướng họ thay đổi rồi, cái hoàn cảnh xung quanh nhà của họ cũng thay đổi luôn. Cảnh tùy tâm chuyển mà. Cho nên Tổ sư Ấn Quang một đời ngài xiển dương pháp môn tịnh độ, bất cứ gặp ai cũng nói đến giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đây là thiện nhân, người thiện nhân này niệm Phật mới vãng sanh. Còn trái lại không làm những điều này gọi là ác nhân, mà khởi lòng bất kính nữa thì tâm trái ngược với Phật. Mà khi tâm trái ngược với Phật thì người này niệm Phật không thể vãng sanh được. Phải hiểu chỗ này. Trời, ngài thiệt là dạy, dạy kỹ lắm. Từng trong gia đình, vợ chồng sao, rồi con cái phải dạy như thế nào, rồi ra cuộc sống xã hội ứng xử ra sao, rồi cái việc mà để mình liễu sanh thoát tử như thế nào. Đây là một bộ sách như là bách khoa đại từ điển, bách khoa toàn tập của pháp môn tịnh độ và của giáo dục gia đình, của bảo thân tiết dục. Bộ sách này hay lắm. Chúng tôi thực sự không phải khoe khoang quý vị, tiền bạc chúng tôi cứ gom góp làm mấy, hôm nay 7-8 tỷ tập trung vô để hoàn truyền cái bộ sách này để cho hậu thế, tặng cho họ. Người mẹ không đọc, đời con đọc, đời con không đọc, đời cháu đọc. Có thiện căn là họ đọc vô một cái là họ cảm xúc liền, họ áp dụng ngay. Cho nên chúng tôi mong quý vị làm sao khi đến đây lấy được những cái bộ văn sao hoặc là tinh hoa luật giáo dục gia đình đem về nói làm sao để cho người ta đọc. Phước báu của quý vị thù thắng, bởi vì mình đang giới thiệu tán thán một vị Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ, công đức quý vị thù thắng lắm. Lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này nha, chỗ này chỗ quan trọng. Khinh miệt người khác, nhục mạ người khác, xem thường người khác, không cung kính người khác, cái tội này là cái tội lớn ngập trời, tội lớn lắm. Còn cung kính người khác, giới thiệu người khác, đáng giới thiệu, bậc đáng cung kính, mà cung kính, bậc đáng cung kính, đó là chân hạnh phúc. Hôm nay mình tán thán Đức Phật A Di Đà, hàng ngày mình không biết giảng, mình không biết thuyết pháp, không biết nói cho ai, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là đang tán thán Đức Phật A Di Đà. Thì mười phương chư Phật thấy quý vị đang nghe, quý vị đang niệm Phật, bởi vì các vị là có thần thông hết rồi, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hết rồi. Mà khi nghe quý vị niệm như vậy thì mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán rằng hôm nay trong cõi ngũ trược ác thế có một phàm phu mà tin danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đang tán thán Đức Phật A Di Đà, đang trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và đang phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì mười phương chư Phật phải gia hộ người này, phải gia trì người này, phải bảo hộ người này, bảo hộ thân tâm người này, và tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn tán thán người này. Dễ sợ trong kinh A Di Đà nói đó, kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nhất thiết chư Phật sở gia trì.
Và nhất thiết chư Phật sở tán thán, ai tụng kinh A Di Đà, ai niệm đức danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ai tụng kinh Vô Lượng Thọ thì tức thì được mười phương chư Phật tán thán. Nhưng mà hàng ngày thì mình lên mình tụng kinh A Di Đà, mình niệm Phật A Di Đà, tán thán Đức Phật A Di Đà, và xuống gặp ông chồng thì gì, không tán thán, chê bai, chỉ trích, nhiều lúc sực đến ổng nữa. Sực nghĩa là làm cái gì? Làm cho ổng nhục mạ nữa, làm nhục mạ ổng nữa. Thì tâm này tụng kinh công đức cũng có, nhưng mà gieo cái viễn nhân ít lắm. Hôm qua mắc cười quá, ra đổ bê tông cái con đường ở phía dưới khu chuyên tu, đổ con đường rộng 4 mét cho người ta đi, có thêm con đường luồng nhỏ, nó sình quá đó. Thấy nó, người ta đi Honda qua đó, con đường nhỏ chỉ có 1 mét à. Bên là vách tường, bên thì cái bờ bờ mương nước, họ chạy hay bị rớt té xuống, thấy tội nghiệp quá, thôi cho bê tông dân làng để họ đổ đi cho sạch. Cái có cái người, người ta lái Honda đi ngang qua, người ta kêu người đổ xong rồi, người ta nói trời bữa nay thầy đổ đường đi sạch sướng quá. Cái thầy nói chơi chơi, thầy kêu trời ơi ngày nào cũng đi ngang qua té muốn chết luôn, vậy mà không chịu bỏ tiền ra để người ta không đi, người ta bỏ tiền. Nó cười hì hì, anh bỏ anh đi à. Đúng thiệt, chúng sanh hưởng thì thích hưởng, mà làm không muốn làm. Ngày nào cũng đi ngang qua con đường đó té giỏng cẳng vậy mà không chịu bỏ tiền ra. Cái có cái bà vợ mà đang chung với ông chồng với mấy người để mà lấy bê tông đổ ra cái con đường luồn đó, kéo cái dây để mà canh cái con đường á. Thì ông chồng ông kêu xích vô nữa đi, xích vô 20 phân nữa. Bà vợ bà nói cái đồ quỷ à, xích cái gì mà xích nữa, đường như vậy được rồi, xích cái gì mà xích nữa, ông vô duyên lắm nghe chưa, ông ấy nghe chưa. Trời ơi, chửi ông chồng không ra một cái hệ thống gì hết, bao nhiêu người đứng như vậy luôn á, chắc nếu ở nhà chắc bà ăn thịt ông luôn, chèo lên cổ luôn quá. Trời ơi, có mình đứng đó, có mọi người đứng đó mà bà tiếc đất á, có 20 phân thôi. Đúng là đàn ông rộng lượng và đàn bà keo hẹp, đúng thiệt á nghe. Nhưng mà không có nói mấy đàn bà trong này nghe, ai keo hẹp tự biết á nghe. Trời, có 20 phân để con đường rộng mà biến đất của bà có giá trị nữa. Cuối cùng bà làm ông chồng xối xả luôn. Trời, mình nói chắc ở nhà chắc cởi lên đầu ông chồng luôn quá. Cái này là dầu cho người này niệm Phật bể cuốn họng, dầu cho người này trước bàn thờ cung kính Phật, nhưng mà đối xử với chồng con như vậy, tâm này không hợp với Phật, niệm Phật không vãng sanh được đâu. Bữa nay làm sao? Vừa đi về cái gặp ông chồng nói anh bữa nay sao nhìn anh dễ thương quá. Rồi sao nữa? Lấy nước đồ cho ông tắm, nấu cơm đồ, tối lấy nước ngâm chân đồ, vui vẻ. Hồi nãy có nghe cái đĩa mà cái đoạn cuối gia đình là bến đỗ bình yên không? Chỉ có gia đình là một mái ấm an bình nhất, nhưng phải tạo cho gia đình một cái sinh khí bình yên để quay về là một bến đỗ bình yên an lành nhất. Bữa nay cái khu chuyên tu của chúng tôi là một cái gia đình bình yên lắm. Trên này là một cái gia đình mỗi ngày chủ nhật, những chủ nhật mà chúng tôi không lên là chúng tôi để cho quý vị về để quý vị lễ Phật, quý vị công phu. Có những chủ nhật mà họ cúng dường trai tăng thì chúng tôi lên hai chủ nhật liên tiếp, còn không thì một chủ nhật chúng tôi giảng, một chủ nhật là để cho quý vị về tu. Vừa rồi chúng tôi về thấy quý vị công phu lễ Phật rất là thích, tri hành hiệp nhất. Chủ nhật này là tri là nghe để hiểu biết, chủ nhật sau là hành phải không? Mà hình như hành ít hơn tri hay sao á. Về nghe ồ thầy nhàn này không thấy, trải nệm ra không thấy ghé nghe giảng, thôi tôi tu nửa buổi hoặc thôi tôi đi về. Vậy là không chịu hành rồi. Học trò này coi như là chỉ có học rồi chứ không có lý thuyết thôi chứ không có hành. Một tạ lý thuyết không bằng trăm cà ram thực hành ngang. Phải thực hành ha, nhất là pháp môn tịnh độ là phải thực hành. Tổ sư Ấn Quang lắng nghe cuộc đời của ngài nè. Hôm nay chúng tôi nói điều này là cho quý thầy nghe nè. Cuộc đời của ngài nương đại chúng ở trong chùa Linh Nham 20 năm, trong Pháp Vũ 30 năm, cả cuộc đời của ngài ở chung với đại chúng. Cái ý của ngài làm như vậy để về sau cho mọi người nương theo cái hành trạng của Bồ Tát Đại Thế Chí này. Đức chúng như hải, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Chúng tôi kinh nghiệm rồi, rời đại chúng rồi
không có cơ hội để chúng ta làm phước, chỉ lo cho tự thân của mình hoặc vài ba người. Còn khi ở trong một đại chúng tuy rằng đông, có nhiều lúc mình công phu không khéo thì họ hơi làm phiền cho mình một tí. Mà phiền đó là do chính mình không có giữ câu Phật hiệu, rồi mình tự phiền não, sách sanh xét, xét lại anh sách, tự mình phiền não rồi mình hại lại mình thôi. Chứ mà thực sự ở trong chúng là một cái cơ hội để làm phước báu là một. Thứ hai, nhờ cái đức của đại chúng bảo bọc. Cái hồi xưa các vị tổ, các vị đi trước, ngài nói là nếu mà tăng mà rời chúng rồi thì tăng này, nếu mà là đại Bồ Tát rồi đó, các vị này có phước báu rồi, trí tuệ siêu việt thì không nói, chứ còn thường thường phàm phu như dắt nhàng là lên bờ xuống ruộng, bảo đảm. Lên đời xuống ruộng nghĩa là gì? Gặp không biết bao nhiêu lại trắc trở, dám chắc là như vậy. Cho nên hôm nay biết rồi, an phận thủ thường, làm người quê quê, ngu ngu dốt dốt, ở nhà niệm Phật với mấy bà già chắc ăn. Biết thân phận mình thiếu tài, thiếu đức, thiếu phước, không dám làm việc lớn, chỉ mong làm sao một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt là thỏa nguyện lắm rồi. Câu này của ông Tổ nói nó thầm thúy lắm. Chúng sanh thì mong có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, con học hành đỗ đạt. Mong như vậy mà mong cái quả, mà làm cái nhân chéo que, làm cái nhân toàn là xấu ác, làm sao mà được cái quả như vậy. Mong không được thì khổ đâu, mà mong dẫu cho được nó cũng là giả rồi, vài chục năm, một trăm năm cũng bỏ. Rồi cái ý nguyện mà mong vãng sanh yếu nhất, không đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên, đến lúc thọ mạng hết đâu có kịp đâu mà để mà niệm Phật vãng sanh nữa đi. Ngài chỉ mong rằng tôi về, Đức Phật Di Đà đón tôi về Tây Phương Cực Lạc là mãn nguyện lắm rồi. Ai trong này có mong gì không? Có mong gì không? Có, trong này có mong, nhưng mà chuyện, cái chuyện mong đó là không phải bữa cơm chính, bữa cơm phụ. Hòa Thượng Tịnh Không nói bữa cơm phụ, tức là chuyện này chuyện phụ, không quan trọng. Giờ cái chuyện đi làm ăn sinh sống sự nghiệp đây nè, giờ cái chuyện cưới vợ gả chồng cho con cái vân vân, trăm ngàn nhất dạ sanh bá kế, một đêm không ngủ là tính trăm ngàn việc, sáng cái đầu nó bạc trắng bóc luôn. Có bà đó mà suy nghĩ một đêm luôn, sáng cái đầu tóc bạc trở thành tóc đen, trở thành tóc bạc khỏi nhuộm luôn. Nhất dạ sanh bá kế, một đêm không ngủ tính trăm ngàn kế, sáng mai chất quốc không còn được kế nào hết trơn. Còn cái chuyện mà tính niệm Phật, tính vãng sanh là cái chuyện này là bảo đảm chắc ăn, không thể nào chất quốc. Trong khả năng mình có thể về Tây Phương được, trong khả năng mình niệm Phật được, mà mình là phàm phu, Phật vẫn rước mình về. Còn cái chuyện mà mình tính công chuyện, trăm công ngàn chuyện đó, tùy phận, tùy phước của mình thôi, chứ còn tính hoài đi nữa, không niệm Phật được rồi, cuối cùng không được gì cả. Nói như vậy không phải chúng ta không suy tính lo lắng gì cả, mà chuyện gì đến thì nó đến. Có chồng khỏi mong chồng đẹp trai lắm, khỏi đi lựa, khỏi đi tìm, chỉ chồng giỏi ngoan, mang tiền về nuôi vợ là được. Nhà không cần nhà cao, cửa lớn, che nắng che mưa là được. Tiền không cần nhiều lắm, đủ xài là được. Hả? Thân thể không còn xê xua cho đẹp lắm, thân tâm an ổn là được. Được không? Sự nghiệp không mong hơn người, làm ăn kiếm ba bữa nuôi thân là được. Con cái không mong thất nghiệp, chỉ sợ thất đức là được. Làm ăn không mong lương tháng, không mong có lương tháng, có lương tâm là được.
Hả? Cái người mà niệm Phật rồi sao cũng được, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không hết chỉ có niệm Phật, ông chồng theo vợ bé còn thương mình là được. Còn thương mình là về, mang tiền về là được rồi, chứ còn gì mà đi quýnh ghen vô duyên. Trời ơi, cái nhiều cái bà mà đi quýnh ghen, mà cầm lâu lam mà tới mà để trong cái chỗ ngón tay, mà kêu bữa nay em đẹp quá, vuốt cái máu chảy đầy mặt người ta hết trơn, đi quýnh ghen á. Khỏi quýnh ghen, ổng về mang tiền nuôi con là được. Cái người niệm Phật rồi, trời ơi, cái chuyện như con voi nó cũng thành như con chuột. Cái người mà không có tu cái con chuột để thành như con voi, hiểu không? Cái phiền não nó sanh ra. Cái này có, cái kia có phiền não. Cái chuyện lớn chuyện nó sẽ có. Cái này không, cái kia không. Cái này diệt, cái kia diệt. Trong kinh Hoa Nghiêm đó. Nếu không niệm Phật thì quý vị biết cái vọng tưởng điên đảo này nó làm mình khổ hết phước, xấu xí, tàn tạ, te tua, tơi tả nhanh lắm. Không thiệt, nhanh lắm. Tướng do tâm sanh mà. Chúng tôi thì sao? Chùa khỏi, chùa cao Phật lớn, chùa tôn che nắng che mưa, mỗi chủ nhật Phật tử về 1-2 ngàn là được. Khỏi mong quý thầy học trường này trường nọ, tiến sĩ cung kính là được. Học về mà coi mấy thầy, coi trụ trì không ra gì hết thì không có cung kính rồi, thôi vứt đi, không làm gì được. Cứ niệm Phật rồi cái gì cũng được. Không niệm Phật rồi cái gì cũng không được. Thiệt, bảo đảm. Lúc 2000 lên trên này, trời ơi, vì đâu mà đã nghèo kinh khủng vậy trời. Cái khu này thôi, đúng là làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá, toàn là đá, không có trồng gì được hết trơn. Chùa tôi nghèo, cày lên đá cuội, không có làm trồng cái gì được hết. Thiếu ăn rồi, thiếu ga, thiếu đồ, đủ thứ hết trơn luôn. Thiệt, đúng là đời trước mình quá keo kiệt, không biết bố thí cúng dường. Thì thôi, bây giờ chỉ có lo niệm Phật đi. Ở nhà cứ chân thật niệm Phật đi. Nó nổi cái mái tôn nằm ngay đây nè, cái mái tôn nằm ngay đây. Ở đây là cái thất để ở, chứ cái mái tôn là nằm phía dưới, mấy Phật tử với sư cô ngồi. Thôi, mấy miếng tôn nó che mà mưa sa giá táp. Không có cái tượng Phật để mà mình trưng đi xuống ở dưới đức trọng, in cái hình bằng cái hộp đèn á. Cái hình hộp đèn là nó tệ quá thôi. Nhưng mà in lên rất là cung kính để treo lên trên đó. Rồi hàng ngày đi niệm Phật. Từ từ cái bắt đầu cái gì? Nhớ mới lần đầu thì giác nhàn với ông cụ đi lèo tèo, sau đó có được 3-4 bà già. Từ từ, 3 năm sau rồi cái bắt đầu gì? Cái công đức niệm Phật rồi nó hội tụ. Trước khi niệm Phật không có cái gì cả, không được cái gì cả, đi cúng đi kiến đi làm đủ trò đủ chuyện hết trơn, không được cái gì cả. Nói như vậy đừng có ở nhà đóng cửa hết, không đi làm, không lo cho chồng con, cứ niệm Phật không là không được cả nhà. Phải biết từ tùy phận tùy sức. Ông chồng đi làm về ông kêu ông tự nấu cơm đi, tôi lo niệm Phật, nghe thầy nhàn nói niệm Phật có tiền. Trời, không được. Tùy phận, tùy sức, tùy khả năng của mình. Mà không bỏ việc chính là niệm Phật. Chúng tôi nói việc chính là niệm Phật. Lúc trước lấy mấy cái việc phụ làm việc chính, đi cúng, đi giảng, đi coi phong thủy, đi làm đủ chuyện hết trơn. Không có giảng kinh thuyết pháp. Một đời của Đức Phật 49 năm trên 300 hội là Ngài thuyết pháp. Chính cuộc đời của Ngài là Ngài giáo dục. Còn những cái chuyện khác là chuyện phụ. Không phải mình chê ba chỉ trích bỏ bác những cái chuyện phụ đó, mà đó là phụ. Chuyện thiết pháp, chuyện niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương đối với cuộc đời chúng tôi hôm nay là chính. Thấy rõ quá rồi. Còn mình lấy chuyện phụ mà làm chuyện chính thì cái đến cái lúc thọ mạng hết thì cái việc chính mà để tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên niệm Phật, quý vị không đủ vốn.
không bị không đủ vốn thì ở lại lớp thôi. Ở lại lớp mà làm người chui vô bụng mẹ chín tháng 10 ngày nó còn đỡ, chui vô bụng súc sanh à, vô loài ngạ quỷ à. Vì đời này tham bà cố luôn, không biết bữa thí cúng dường mà hỏi làm sao mà có phước báu để làm người được. Những cái chỗ này chúng ta khi mà hiểu, chúng ta bừng ngộ, bừng tỉnh lên, có một cái sức mạnh trong tâm linh để mình phải làm cho bằng được cái chuyện là đời này phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không nói gì nữa hết trơn. Này có mấy mẹ con của cái cô ở Hà Nội, cô vô lòng của cung kính mà của quỳ của tắc bạch, chúng tôi phải nói là cảm động. Cô cúng dường của tắc bạch mà chúng tôi phải chắp tay, cũng quá cung kính. Cung kính trong lòng mình cảm giác thấy là họ nói bằng từ cái tâm cung kính họ. Nếu mà cung kính thầy, cung kính chồng, cung kính con, kinh cung kính quý vị ngồi mà áo tràng trang nghiêm như vậy nè, dễ thương quá ha. Về nhà rồi cũng trang nghiêm, hết sức cung kính chồng con y như vậy thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Bây giờ ngồi ở trên này thì gì, trời ơi thầy nói sao cũng được, cũng hoan hỷ vô chùa, thiệt là cung kính dễ thương như Quan Âm. Bước vô tới nhà là bắt đầu dũng la sát rồi thì hỏi làm sao đây. Cái này là dụng công không khéo, dụng công không khéo. Chỗ nào cũng rứa hết, chỗ nào cũng vậy hết. Chỗ nào cũng đóng vai Quan Âm Bồ Tát, chỗ nào cũng đóng vai là tôi bữa nay là con của Phật A Di Đà rồi. Không có tranh cãi nữa, không có hơn thua, không có lớn tiếng nữa. Chỉ có hòa thuận với nhau thôi, chỉ có cung kính với nhau, chỉ có nhường nhịn nhau thôi. Chứ không có tranh giành hơn thua nữa. Thì người này mới là người con của Đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? Thì mình mới về ở bên cạnh Đức Phật được chứ. Chứ ở trong chùa mình cung kính, mình ngoan, mà về nhà mình hư quá, mình không cung kính chồng con thì hỏi làm sao mà mình là con của Phật Di Đà được. Cũng con mà con ghẻ thôi, con nuôi thôi, chứ không phải con ruột. Cho nên ông Tổ nói người tu là phải đối trị được tập khí. Mà cái tập thiết, tập khí con người như thế nào là kinh khủng nhất, lắng nghe nè. Con người tham là tập khí nó kinh khủng nhất. Tham tài, tham sắc, tham thực là tham ăn, tham danh, tham thùy. Tham không được họ nổi sân, nổi sân lên là no mất ngon mà giận mất khôn. Họ nổi sân lên rồi một cái là không còn khôn ngoan, không còn trí tuệ thông minh gì hết. Rớt trong si ám rồi là họ tha hồ bắt đầu làm lời nói văn tục, làm cho người khác khổ đau rồi thân họ sắc giọng dâm dối. Không thể nào mà tưởng tượng được con người đâu. Lúc này thì Ấn Tổ nói rằng mang thân người nhưng mà tâm thì quá cầm thú rồi. Thì mất là không vô cầm thú là cái chuyện lạ. Nếu không có các vị Bồ Tát trong văn sao Ấn Tổ nhắc nhở mà hôm nay chúng tôi nói lại cho quý vị thì cuộc đời quý vị cứ gặp rắc rối hoài. Bởi vì tự thân của mình đây là bị phiền não cho nên mình tự gặp rắc rối à. Chứ không phải ai bên ngoài đem đến cho mình đâu, đem đến là chuyện phụ thôi. Tự thân mình làm cho mình rắc rối dữ lắm. Cho nên quý thầy, quý chú, quý sư cô, tuy rằng có cái duyên, có cái thất ở một cái nơi nào đó, giống như thầy Thông ở đây, tuy rằng thầy có cái thất ở dưới đó, nhưng mà thầy vẫn lấy đại chúng ở trên này ăn cơm, ăn nước, lên công phu, Rồi có những cái việc gì trong đại chúng thầy vẫn tham gia, vẫn nương nơi một cái đại chúng. Quý sư cô thì rằng ở thấp nhưng mà chủ nhật về nghe pháp cộng tu, mình tu tập. Cho nên thành ra cái hành trạng của Ấn Tổ là suốt cuộc đời ở chung với đại chúng. Cái chỗ này là chúng tôi thấy hay. Cái thứ hai lắng nghe nè, không trụ trì. Bởi vì khi trụ trì á thì phải lo cho chúng. Mà lo cho chúng á, mà người này mà công phu không có đắc lực thì cái tâm mà phân chia lo cho chúng nó không đủ sức để công phu thì người này mất phần vãng sanh. Có cái vị đó đến xin về Linh Nham, ngài nói không, Linh Nham đủ 20 người rồi, ông ở nhà ông giữ trọn năm giới, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ông tu hành cho tốt, ông là một biểu pháp của gia đình. Hôm nay ông giác ngộ trong gia đình ông, không ai giác ngộ, mà ông giác ngộ ông bỏ ông đi rồi ai lo cho gia đình ông?
Thay vì lúc đầu tiên ông không có lập gia đình đi, bây giờ ông lập gia đình, ông tạo ra những người đó có nhân duyên với ông rồi, bây giờ ông bỏ ông đi, mà linh nhâm cũng không có chỗ chứa ông nữa. Bây giờ 20 người đủ rồi, linh nhâm có 20 người là đại chúng, mà tôi còn không có thời gian dạy cho ông. Tối ngày tôi lo tôi niệm Phật, người ta lỡ gửi thư tới đây túi bụi, tôi trả tôi lời thư không kịp. Ông tới đây rồi tôi dạy ông không kỹ càng rồi, tôi cũng mang lỗi với ông, tôi đọa lạc chung với ông, thôi ông đừng có đến đây. Lời nói ngài có lý, chứ không phải là ngài cắt đoạn ngăn chặn cái chuyện xuất gia của họ, mà thấy họ làm cái bổn phận của tại gia chưa xong. Cho nên ngài nói nè, các vị ni sư sư cô đi xuất gia rồi không nói ngăn, cái này coi lại trong văn sao thấy. Ngài nói ngàn muôn phần tôi khuyên người phụ nữ nên ở tại gia. Cái khả năng của người phụ nữ để mà xuất gia thoát thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, nếu mà xuất gia gặp được căn lành thiện lành tốt, gặp được đạo tràng niệm Phật đầy đủ cái nhân duyên của mình để tu thì tốt lắm, mà chúng tôi thấy không bao nhiêu người đâu. Ngài nói như vậy. Cho nên làm cái bổn phận của mình, nếu có gia đình hết bổn phận với gia đình, nếu không có gia đình giữ lòng trinh để mà tu tập vãng sanh, về lấy Tây Phương Cực Lạc là một gia đình của mình, tôi khuyên người nữ nên làm cái cư sĩ tại gia ổn hơn. Đó là ngài khuyên có trong văn sao nha, chứ không phải hôm nay chúng tôi nói ngăn chặn những người phụ nữ đi xuất gia. Còn các cô đi xuất gia, quý ni sư xuất gia rồi, tỳ kheo sa di rồi thì vẫn cứ giữ thân phận như vậy. Riêng bản thân tôi, ngài nói, tôi không xuất gia cho ai cả. Tìm cái người mà một người căn khí thượng căn mà họ xuất gia để làm lợi lạc cho Phật Pháp khó có trong thời này lắm. Không khéo đưa họ vô, cái tâm họ vẫn còn uyên nguyên phiền não, chỉ đổi cái đầu với đổi cái bộ áo thôi, cuối cùng cái ngã mạn họ càng lớn lên, họ phá hoại Phật Pháp. Ngã mạn nghiệp chướng của họ sâu dày, nếu mà họ ở nhà họ chỉ phá vỡ cái gia đình của họ, còn ở trong Phật Pháp là phá vỡ cả một cái giáo hội, không phải là đơn giản đâu. Lường trước cái sự việc này, không phải là chúng tôi, không phải là tôi ngăn cản không cho người đi xuất gia, đoạn mất cái nhân xuất gia của họ, mà tôi chỉ cho họ niệm Phật để vãng sanh Tây Phương đi, gặp Phật A Di Đà thành Phật đi, cái chuyện này nên làm. Cho nên ngài dạy rất kỹ, coi kỹ lại trong văn sao. Có những vị làm cư sĩ, hai vị cư sĩ theo Hòa Thượng Tịnh Không mười mấy hai chục năm không? Pháp Sư Định Hoằng 21 năm. Dễ sợ. Họ đắp cái gốc thiệt kỹ. Và có Hòa Thượng ở Hưng Thiền làm sa di mười mấy năm. Họ đắp cái gốc kỹ lắm. Ai vội vã trèo cao té nặng, không đủ sức thì rớt xuống một cái là tan xương mất mạng. Con người mình nó hay chán nha, hay chán lắm. Chán ngoài đời quá rồi muốn vô tu. Vô tu thời gian không bám được cái pháp tu để an lạc rồi chán tu, bắt đầu chán, bắt đầu về đời. Có chồng có vợ rồi mới lần đầu thích thú lắm, sau rồi cũng chán ly dị. Có chiếc xe rồi cũng thích quá chừng, vài bữa cũng chán chiếc xe. Có cái nhà rồi thích vài bữa cũng chán. Người trong cõi này là người chán lắm bạn ơi. Gọi là thối chuyển. Trong cõi này là cõi thối chuyển. Về tới cực lạc là người này bất thối chuyển. Nghe hồi nãy giờ có thấm gì không mà ngồi im ru vậy ta? Cái này là không có soạn trước, nói bằng cảm xúc. Chỉ nói là sáng hôm nay lên nói cuộc đời của Ấn Tổ trước, rồi tự đó rồi chúng tôi nói, chứ không có soạn trước. Nói bằng cảm xúc, mà người nào mà có cảm xúc đồng cảm với chúng tôi, hay như là hai cái tần số nó giao thoa nhau, giống như đài VTV1, VTV3, VTV2 vậy đó. Khi mà nó bật lên cái là TV mở, cái là hai cái đó nó giao thoa nhau, cái là thấy hình phát hiện trong đó. Những người mà có căn lành mà muốn niệm Phật liễu sanh thoát tử, khi nghe đến câu này họ gì? Họ bừng tỉnh. Có một vị đó hỏi ngài,
có đàn na tính thí cúng dường tiền để xây chùa. Ngài nói chùa ông chúng không đông, đừng có xây lớn quá. Ông xây lớn quá lỡ người ta cúng không đủ, ông đi quyên mộ ông mệt lắm. Ông phân tâm ông không tu hành được đâu. Cất vừa đủ đi, đừng có xây nhà ngang nhà lớn quá lớn đi. Rồi ông không có người quét dọn, ông sẽ làm người chú tiểu trong đó. Ông quét dọn ông mệt lắm. Ông xây nhỏ nhỏ giống cái thất của tôi ông ở đi. Xây được cái chùa tâm linh của mình cho vững vàng rồi đó, mọi người người ta tới ông lo ông tích đức đi, rồi người ta tới người ta tự xây cái chùa cho ông bên ngoài, chùa bên ngoài là phụ, ông đừng có lo như vậy nữa. Hay thiệt là hay, vị đó nghe làm theo liền, đơn giản đủ ở. Cái chỗ này là những cái chỗ mà chúng tôi tâm đắc ngài. Nhưng mà ngài có một cái hay là ai đến quyên mộ ngài, ngài không có chơi ba chỉ trích, ngài có được bao nhiêu á ngài tặng bấy nhiêu, gửi sổ vàng lại chứ không có ký, nó bị một cái tờ giấy ký đi rồi nó mất cái chỗ người khác ký, cho nên thành ra ngài vẫn ủng hộ, ngài không chơi ba chỉ trích. Hay có các vị Bồ Tát không có bị gây trở ngại cho người khác, nhưng mà việc chính của ngài là in kinh in sách để lưu thông. Còn tiền thì gì, mua đồ phóng sanh với lại là giúp những chỗ bảo lục, nuôi những người già, những cô nhi viện. Hay, hành trạng của ngài hay. Có cái câu chuyện này lắng nghe. Bé gái đó hồi trước chúng tôi có kể rồi á, câu chuyện này chúng tôi ấn tượng. Bé gái đó tối nó ngủ, nhưng mà nhà không phải là Phật Pháp, nhà không phải là biết Phật Pháp và không có, gia đình cũng không có quy y Tam Bảo. Nhưng mà đứa nhỏ này thì nó biết cái hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà Đại Thế Chí Bồ Tát là không ai, không có đi chùa cho nên không có nghe ai nhắc đến, không có biết. Đêm hôm đó ngủ, thấy Bồ Tát Quán Âm hiện thân thành người nữ, nói rằng ngày mai buổi sáng có Bồ Tát Đại Thế Chí giảng pháp tại Cư Sĩ Lâm ở Thượng Hải. Nhà cô bé này cũng ở tại Thượng Hải, ở trong một cái vùng đó luôn, đi lên chùa Cư Sĩ Lâm cũng gần thôi. Thì đứa bé này nó nghe như vậy xong á, sáng nó thức dậy nó hỏi bà dì, thì bà dì lại có quy y Tam Bảo và có đi chùa cho nên biết Bồ Tát Đại Thế Chí có. Thì đứa bé này mới nói: dì ơi, có Bồ Tát Đại Thế Chí không dì? Cái bà dì bà hỏi: ủa con hỏi chuyện này làm sao, có việc gì không? Kêu: dạ có, hồi trước giờ con nghe toàn là có Quan Âm Bồ Tát thôi chứ con đâu có nghe có Bồ Tát Đại Thế Chí đâu. Kêu: có Bồ Tát Đại Thế Chí, bởi vì con không có phải là Phật tử, không có đi chùa, không nghe quý thầy nhắc thôi chứ có Bồ Tát Đại Thế Chí. Hỏi có việc gì không con? Kêu: hồi đêm hôm qua con ngủ á, con nằm con mơ con thấy có Bồ Tát Quan Âm nói tại Cư Sĩ Lâm gần ở đây á, là sáng ngày mai có Bồ Tát Đại Thế Chí tới đó giảng pháp, để ngày mai dì dắt con đi lên trên đó xem thử có Bồ Tát Đại Thế Chí làm sao. Thì sáng ngày mai bà dì dắt lên tới Cư Sĩ Lâm gặp Ấn Tổ. Người ta quảng bá đó, người ta treo cái băng rôn đó là hôm nay có Tổ sư Ấn Quang đến đây giảng pháp. Bà dì với đứa bé giật mình kêu: ổ, vậy là bà Quan Âm Bồ Tát nói Đại Thế Chí thuyết pháp, tức là Tổ sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát à? Cái vô hỏi kêu: bạch ngài, hồi tối con bé này nằm mơ nghe Bồ Tát Quan Âm nói á, là có Bồ Tát Đại Thế Chí sáng hôm nay giảng pháp tại Cư Sĩ Lâm, mà Bồ Tát nói rằng 3 năm nữa là vị Bồ Tát Đại Thế Chí này giảng sanh về Cực Lạc. Vậy là hôm nay ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí giảng pháp ở đây. Tổ sư Ấn Quang ngài rầy liền, ngài nói: đừng có nói linh tinh, cái chuyện mơ mộng mà để vô tâm làm cái gì. Tôi là kẻ phàm phu, không phải tôi là Bồ Tát Đại Thế Chí. Mơ mộng không à, bỏ qua đi, đừng có nhắc đến chuyện này nữa nha. Nhắc đến chuyện này nữa là sư ông không cho tụi con gặp sư ông nữa đó. Cái nghe vậy là mọi người đứng xung quanh đó nghe luôn,
với hai dì cháu đứng thôi im lặng, không dám nói gì nữa hết. Rồi canh ba, đúng 3 năm sau, năm 80 tuổi, ngài ra đi giảng sanh đúng với cái tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn là 77 tuổi. Còn 3 năm sau, đúng 3 năm sau, Tổ sư Ấn Quang vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó mới tin rằng Tổ sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nói trong giấc mộng này không sai, đúng không ạ? Lấy cái chuyện mà 3 năm nữa đi á, ấn định ngài là ngài không có nhận đâu. Chỉ có ngài chê mình nhiều lắm. Sáng trong phòng chúng tôi là để riêng một cái phòng rộng lắm, chiều 6m, chiều 8m, trưng hình của ngài, của hòa thượng, hình Phật, chỉ để một cái tivi suốt ngày mở thuyết pháp. Trong văn sao thầy Nhật Tánh đọc, lúc hồi sáng đi ngang qua nghe ngài nói cậu mình giật mình. Tôi còn nhỏ thiếu học, lớn lên vô đạo vô đức, ăn bám Phổ Đà, niệm Phật 20 năm, miệng niệm Phật mà tâm không nhiễm đạo. Trời, chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí mới chê mình như vậy. Còn mình thì sao? Tôi là tiến sĩ nè, tôi là bác sĩ nè, tôi là kỹ sư nè, tôi là người đại gia nè, nhưng mà cuối cùng ở nhà không có gì hết trơn á. Toàn là trống rỗng kêu to, toàn là gì? Cái ngã nó trướng lên rồi gặp bao nhiêu chướng nạn. Học ngài Đại Thế Chí đi, học Ấn Tổ đi, khiêm tốn đến tột cùng. Bữa đó có cái lúc cái vị đó mời ngài đến viết một cái bài thơ tán thán ngài quá cỡ, đưa cho ngài coi. Ngài nhìn ngài coi xong ngài nói: ông đưa cái mũ cao quá, tôi đội không được. Nghĩa là ông tăng bốc tôi quá đi, tôi chịu không nổi với cái lời tăng bốc, tôi không phải là như vậy, ông đừng có nói như vậy, làm tôi quê không biết dục mặt đi đâu. Còn mình là sao? Tán thán mình một cái, viết thư đồ, viết thơ đồ, tán thán mình là cái lỗ mũi mình nó nở như cái thúng ra nè. Đó là phàm phu, biết không? Phàm phu. Ngài là xứng đáng để người ta tán thán mà không nhận tán thán. Sợ chúng sanh bắt chước đi, chứ sợ. Vì vậy cho nên học Ấn Tổ làm cả cuộc đời này không hết. Cho nên cuộc đời còn lại chúng tôi phải bám vào văn sao ít nhất 10 năm đèn sách với văn sao, hoặc là 20 năm, hoặc suốt cả cuộc đời với văn sao này. Cái chỗ mà chúng tôi hôm nay muốn nói với quý vị là khi mà thiêu cái xác thân ngài, mà ngài mất là ngài kêu là phải thiêu thôi, không có chôn. Chôn có những lúc mồ mả động đất nó sụp rồi người ta dời từ nơi này ra nơi khác để làm những cái công trình chợ búa, rồi sơ xương trắng phơi lên. Có những người chấp vào nắm mộ đó, những người đi tìm mộ ngoại cảm nói 20-30 năm, 100-200 năm vẫn còn ở nơi cái mộ đó, xây càng đẹp ở càng lâu. Cũng như nhà của mình xây càng đẹp là gì? Chính chắc vô đó để gì? Càng lâu ở đó, không muốn chết đâu, cũng đã muốn đó, ở đó muốn đó, ở đó hưởng mà. Cho nên ở trong này ai mà mất hiến xác hiến cơ thì những người khác họ làm thì họ làm, mình đừng nên làm chuyện này. Người tu tịnh độ lúc lâm chung để cho gia đình niệm Phật 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng là càng tốt. Vừa tắt thở một cái đem đi cho người khác hiến cơ hiến xác, người ta mổ người ta làm gì đó làm không được. Nhiều người làm chuyện đó lâu lắm rồi, bây giờ mình làm con người biểu pháp là mình niệm Phật để cho gia đình mình niệm Phật cho mình, để cho gia đình mình có phước báu. Lỡ mà mình ra đi chưa vãng sanh chưa đủ 8 tiếng, Ấn Tổ nói nè, tâm thức hơi thở hơi ấm mình á, tâm thức hơi ấm và hơi thở, cái độ ấm tức là cái con người mình, cái hơi ấm mình còn với hơi thở, ba là một. Tuy rằng người đó tâm thức họ còn trong thân, hơi thở họ hết rồi, mà hơi ấm còn thì tâm thức nó còn trong thân, tuy rằng hơi thở hết. Nhưng mà nếu mà mình hiến cơ hiến xác
bây giờ đây có một số quý thầy chúng tôi không dám nói tên lập ra một cái hội để hiến xác. Chuyện đó chúng tôi không có bài bác, họ thích làm thì họ cứ làm. Nhưng mà những người Phật tử tu tịnh độ hôm nay chúng tôi nói ở đây và trên toàn thế giới, nếu quý vị biết ngày giờ tự tại vãng sanh thì thôi cái xác ai lấy làm gì đó làm. Nhưng mà thường những người mà biết ngày giờ vãng sanh, người ta cũng biểu pháp như Ấn Tổ là để cho đại chúng hộ niệm cho Ngài, để có tính tâm lúc mà tiễn đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Cái biểu pháp này vẫn là hay đúng không? Vẫn là hay. Chứ còn đem cái xác của mình đây á, nuôi nấng lo lắng cha mẹ của mình nuôi đến bây giờ để mình biểu pháp về pháp môn tịnh độ, mình không biểu pháp cho y khoa. Cái chuyện này chúng tôi không bài bác nghe, không bài bác. Bài bác là mình chống đối lại họ không được à. Nhưng mà cái chuyện này là gì? Chúng tôi khuyên ai tu tịnh độ thì phải để đúng theo lời của tổ dạy là 8 tiếng đến 24 tiếng. Rồi bắt đầu mới đụng vô. Ngài nói cái người mà cái lúc mất mà mình gì khóc lóc rồi bắt đầu mình tắm rửa sớm như vậy đó thì giống như con cua á, mà lột cái vỏ nó ra nó đau đớn chịu không nổi. Đừng có dời động, để im như vậy đến 24 tiếng. Cái này là mái chèo lâm chung ngài có nói đó, quý vị phải coi trong này ngang để lúc lâm chung biết cách để xử lý gia đình nha. Còn nếu mà khóc lóc hoặc là mình đem cái xác mình đưa cho họ để mà họ gì, họ lấy để mà họ phẫu thuật, để mà họ có kinh nghiệm trong y khoa đó. Mà nếu mà mình chưa có rời khỏi cái xác này được, mà chúng tôi dám tin chắc quý vị là quá chưa ra khỏi 8 tiếng quý vị chưa ra rời khỏi nó được đâu. Tuy rằng hết thở rồi, nhưng mà hơi ấm còn, tức là cái A Lại Da nó còn ở trong đó, nó biết đau đớn, nó biết buồn tuổi, mình khóc cái là họ buồn á. Mình niệm Phật cái họ niệm Phật theo á. Cái chỗ này quan trọng nha. Hôm bữa chúng tôi giảng cái chỗ này bên Mỹ, có cái anh chàng đó nói mỗi lần thi xe, thi bằng lái, người ta hỏi có hiến xác không, mình nói có hiến xác thì họ đánh dấu trong bằng lái là có hiến xác. Anh nghe vậy xong anh quyết định ra anh hồi lại, hồi được. Không phải mình tiếc gì cái xác này, nhưng mà mình phải tôn trọng cái tâm linh khi chưa qua khỏi 8 tiếng, phải để hộ niệm cho nó chắc ăn đã, lo cái phần vãng sanh đã. Còn cái xác thân này thì cái chuyện hiến cơ hiến xác là nhiều người làm lắm rồi. Không phải mình chê ba chỉ trích cái chuyện này, nhưng mà mình là tu tịnh độ là mình muốn cái phần vãng sanh cho chắc cứu đã. Gia đình mình tin tưởng mình để mà lo niệm Phật cho mình đã. Quý vị đồng ý chúng tôi chỗ này không ạ? Còn hôm nay chúng tôi nói nếu ai muốn làm thì cái chuyện quý vị thôi à, chứ chúng tôi không có ép được trong này à. Nhưng mà cái người tu tịnh độ nghe qua chỗ này có lý. Tổ sư Ấn Quang mà phải để mấy ngày luôn mà mình đây mình xách cái xác mình đưa đi như vậy là không ổn. Mà vị đó ông thuyết trình ông nói về cái việc con người mình khi mất cái tâm thức đi ra rồi mình đem cái xác này tặng cho người khác có phước báu, ông nói hay vô cùng, nói hay lắm. Mình mà không khéo là mình bị cuốn vô đó ngay. Khi ngài mất ngài để lại 32 cái răng, bởi vì thiêu rồi mới thấy 32 răng còn nguyên vẹn luôn. Ý muốn nói rằng là tất cả những cái lời ngài nói trong văn sao, những cái lời của ngài để mà để lại cho hậu thế đó là cứng chắc, là chân lý không sai dịch biểu pháp của ngài. Ba mươi hai cái răng còn nguyên vẹn luôn, thờ giống như xá lợi răng. Có người như Đức Phật thiêu rồi mà vẫn còn tóc của ngài xá lợi tóc. Ở trong này có ai muốn để xá lợi không? Ngài Hải Hiền để nguyên toàn thân, tóc còn nguyên luôn, còn cắm trên đầu để xá lợi toàn thân. Bồ Tát Thích Quảng Đức để nguyên vẹn một trái tim thiêu lửa bao nhiêu ngàn độ cũng không cháy, để lại trái tim bất diệt, đó là xá lợi tim. Chắc bọn phàm phu của mình giác nhàn như quý vị để xá lợi tro quá. Hả? Ai hỏi thầy để xá lợi gì, kêu tôi thôi để xá lợi tro cho chắc phé. Mình thiêu ra tro chúng tôi gì nữa. Xương sẩu gì thành tro hết trơn. Mình tu dở ẹt cho nên để xá lợi tro cho chắc cứu. Trên cái hay của con người nghiên cứu văn sao Ấn Tổ, lúc nào cũng khiêm hạ, xem mình là phàm phu, người khác là Bồ Tát. Ông chồng mình cũng Bồ Tát, con mình cũng Bồ Tát, mẹ mình cũng Bồ Tát. Nếu mà thực sự cung kính họ như Bồ Tát, dầu cho họ chà đạp,
họ hỷ nhục, họ đánh đập, họ gì đi nữa, qua hết cái nghiệp rồi nó cũng gì? Nó cũng sẽ trở lại bình thường, an nhiên. Rồi chính cái tâm mà chịu đựng cung kính đó, cái phước báu vô ngần. Giờ kể nghe câu chuyện của Ấn Tổ về cái việc gia đình lộn xộn. Chúng tôi thấy gia đình lộn xộn là cái chuyện mà hay có, ít ai tránh khỏi. Quý vị nghe cái câu ngạn ngữ người ta nói gì không? Chén trong sóng còn động mà huống chì hai cái mỏ bà đó, ông đó không động là chuyện lạ. Hả? Chén trong sóng đó, bỏ vô nó còn khua cốp 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 mà. Còn hai cái miệng của mình nếu mà không tu cái khẩu nghiệp, không tu cái ý nghiệp, không tu cái thân nghiệp thì không động là cái chuyện lạ. Rồi không biết vì sao nó động, đi hỏi ông thầy mù, ông ấy mù, ông không thấy đường. Ông cầm cái tay ông rờ rờ, ông không thấy đường gì hết trơn, kêu để tôi coi mù mà không biết coi cái gì vậy ta. Cuối cùng ông nói là hai người khắc khẩu, hỏi khắc làm sao, hai người về chảy cãi lộn nhiều lắm. Cuối cùng hỏi bây giờ phải giải quyết làm sao, kêu cố gắng nhịn đi mà nhịn đâu có nổi đâu. Ông mù ông cũng nói như vậy thôi. Đi nghe cái ông sáng mắt không nghe mà nghe ông mù chết rồi. Mù dắt đuôi đi xa hầm sụp hố. Nghe nhân quả Ấn Tổ kể nè, ngài bói cho một câu chuyện nhân quả hay lắm nghe. Cái gì cũng nhân quả, nhất ẩm nhất trác gia do thiền tiền định mà. Vợ chồng cũng là nhân quả hết thôi. Lắng nghe nè, câu chuyện này hay nha. Lắng nghe nha, tập trung lắng nghe nha. Trời, có cái gia đình đó không biết sao mà ông chồng ông quýnh bà vợ xối xả ông ơi. Nhất là ăn cơm là ông cứ tát vô mỏ ông không cho ăn. Thôi, ông quýnh gì mà ông quýnh, ông đụng cái gì là ông phang cái đó. Bà chịu hết nổi rồi, bà kêu bây giờ có mấy đứa con chứ không có là tôi phải đi tu thôi. Biết chắc bà cũng có cái duyên căn lành gì với Phật Pháp, bà cứ nghỉ chùa xong cuối cùng đi lên trên chùa. Quýnh quá chị không nổi chạy lên chùa. Lên chùa cái ông thầy đó, ông chứng A-la-hán, ông biết được cái đời trước của hai vợ chồng. Thì khi mà cổ lên mới nói thầy, không biết làm sao thầy coi giúp giùm con chứ sao mà gia đình con nó lộn xộn, ông chồng con ông đánh con dữ quá thầy. Mà nhiều lúc con chửi, con chạy ra tới quê đường con chửi. Con chửi xong rồi con nói không biết chửi rồi đi về kiểu nào đây. Mà cuối cùng không có chỗ cũng phải chui về cho ông đánh tiếp chứ giờ làm sao giờ. Giờ con lên chùa thầy con ở đâu có được đâu, con là nữ mà. Cái ông thầy cũng ngồi nhắm mắt chập suy nghĩ gì không biết nữa, không nhập định, không coi được cái căn cơ, cái căn của hai người này hay sao, không coi được cái nhân quả của hai người này. Nói giờ thầy nói cho con nghe, không biết con tin hay không. Nó kêu bây giờ thầy nói đi, con phải tin thôi chứ không còn con đường nào nữa hết trơn á. Hết đường rồi, hết đường chạy rồi. Kêu đời trước con là đàn ông, ông chồng con là con cù. Con cù tức là nó chở nặng, nó đi trên sa mạc, nó khổ cực. Con bắt nó chở nặng rồi, con đánh nó, con chửi nó, con lợi dụng sức khỏe nó, coi như là cuối cùng lại là đến già rồi bắt đầu bán cho người ta ăn thịt. Thì bây giờ cái đời này á, con đời trước làm đàn ông mà con không có đủ phước làm đàn ông nữa, đời này nó chuyển qua làm đàn bà mất. Con cừu đó bây giờ là chồng con á. Thì hồi trước con đánh, con chửi, con làm con cừu như thế nào thì bây giờ con cừu nó trả lại, nó cũng quánh con vậy đó. Thì con cừu nó làm đàn ông là chồng con. Con đời trước là đàn ông, bây giờ làm đàn bà, làm vợ của ông. Ghê, nhân quả nó kinh khủng thiệt. Nó chiêu cảm, không thể tưởng tượng được. Nhà hai người thiệt ở xa, xa tít thò lò, một người ở Cà Mau, người ở Hà Nội, vậy mà cuối cùng hai người gặp nhau. Nhân quả tiền định hết. Nó kêu bây giờ sao thầy, giải được cái chuyện đó thì làm sao thầy. Anh kêu thầy chỉ con một cách. Đợt này ổng về ổng đánh con, là con không cãi, không khóc, im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó cho ổng đánh, mà để cái cây chổi sẵn đó. Cái chổi thứ nhất là nó dơ, nó quét dưới đất á, với hai nó nhiều cây trong đó, nó cong 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 nhỏ nhỏ đó. Là ổng quánh một cây là không biết bao nhiêu cây. Rồi cái chổi dơ đập lên đầu con nó mới tiêu nghiệp. Rồi ổng sẽ hỏi vì sao lúc trước là quánh, là bởi khóc, rồi chạy, rồi chửi lại, bữa nay ngồi im ru thì kể cho ổng nghe cái chuyện này. Ổng thấy làm lạ, nếu mà ổng lên đây rồi là thầy quy y, thầy mới nói chuyện cho nhân quả, cho nghe rồi gì, rồi sẽ được giải tỏa. Thì may sao cô này có gặp được vị A-la-hán, chứ còn quý vị mà gặp thầy, thầy cũng thua, không biết cỡ nào hết trơn. Thầy cứ kêu về nhịn đi.
Rồi cuối cùng về sao? Bữa ăn cơm mà cũng để cái chổi, mà cái chổi đó thiệt dơ, quét dưới đất, dưới cát, dưới sình để đó. Ông ăn cơm kêu, cơm bữa nay sao mà không ngon gì hết trơn vậy nè, thịt kho gì đó mà kỳ vậy nè. Đập quýnh bùm 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 đập trên cái đầu. Bà ngồi im lô, không nói gì hết trơn. Kêu, ồ hôm trước tôi quýnh bà khóc, bà chạy, bà chạy lại, bữa nay sao bà ngồi im vậy? Anh kêu, do ông thầy đó nói đời trước là em là đàn ông, anh là con cù, anh cũng em cũng đập, em đánh con cù á, đời này á là anh là con cù á, bây giờ làm đàn ông là chồng em là hết phước đàn ông, làm đàn bà vợ anh, bây giờ em phải trả lại cái quả đó, tao nhân rồi trả quả, thôi anh đánh nữa đi. Trời nói vậy sao nghe em cảm động liền. Ông kêu, thiệt hả? Kêu, thiệt. Em nói thì anh không tin, chứ anh lên gặp ông thầy cho nó đi. Kêu, ồ vậy hả? Dắt tôi lên. Lên bắt đầu ông thầy ông mới ngồi ông nói từng chi tiết con cuồng sao, vợ chồng sao sao. Cuối cùng hai vợ chồng quy y xong về nhà lo gõ mở cốc 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 tu hành hết quýnh nhau. Cái điểm mà Ấn Tổ kể là chỗ nào? Cái người vợ này chịu nhẫn nhịn, chịu đựng người khác đánh đập mình không cãi lại, không gây thù chuốc oán nữa, thì con người gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thể tánh con người ban sơ của nó là thiện. Mà nếu mà thực sự mình là con người chân thật thiện, cung kính họ, thì cái thiện đó nó đề khởi lên một cái là gì? Là người ta sẽ giải được nghiệp, hai người sẽ giải được nghiệp. Nhưng mà khi họ đánh mình, họ chửi mình, họ làm khó dễ mình tiếp tục lấy cái điều ác đó để mình đối lại với nhau, thì cứ ác gặp ác tiếp tục, không có giải được, mà nó cứ tiếp tục, nó cột vô như vậy hoài, oan gia cứ cột hoài không gỡ được, thì như vậy nó cứ kéo dài, lưa thưa nó kéo dài cho đến ly dị, rồi tránh vợ dừa, gặp ông khác ông quýnh cho phù mỏ nữa. Ở trong á, tự nó ở trong này rồi nó chiêu cảm, nó gặp cái oan gia khác nữa, chứ không có cái gì bên ngoài đâu, bên ngoài là phụ lắm. Khi nghe như vậy là hai vợ chồng mới vỡ lẽ ra, là nhân quả ta, nhân quả. Cho nên đợt này về ông chồng ông chửi mình cái gì đi nữa, mình cũng hì cười nhăn răng cũng cười nha, không cười bấm bụng cũng phải cười, biết đó là nhân quả. Nếu đời này ông đến để mà ông báo ơn, ông trả nợ mình, ông đền ơn mình, là ông ngoan lắm, nói gì ông nghe đó. Còn đời này ông đến ông đòi nợ mình, mà lúc trước ông chưa đòi, mới cưới ông chưa đòi, bây giờ ông đòi thì hoan hỷ vui vẻ mà trả. Chịu trả không? Nó y như tiền bạc vậy nè, nợ người ta không trả thì đời sau nó cũng phải trả. Thôi đời này chịu nhau, hoan hỷ trả đi. Nghe cái phim nghịch duyên mất cười quá. Ông chồng không cho bà vợ niệm Phật, bắt con heo ra ông giết, ông bắt bà vợ giữ cái chân con heo. Con heo nó kêu ép, bà cứ A-mi-thụ-phổ. Bà sợ tốt mồ hôi luôn mà bà cứ niệm Phật. Cuối cùng ông chồng ông mới nói, bà niệm Phật mà giữ chân heo bà cũng mang tội, đừng có niệm Phật nữa. Mà đúng thiệt, không ai ngăn cản câu niệm Phật của mình được ngang. Chỉ có nghiệp chướng nó không cho mình niệm Phật thôi. Bà cũng gì, không cho niệm ra tiếng thì niệm trong tâm. A-mi-thụ-phổ. Bà niệm trong tâm, niệm thầm, không đâu có biết đâu. Cuối cùng bà ra đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hay thiệt. Cái người tu tịnh độ là càng nghịch duyên tu càng thích. Còn cái người mà không tu tịnh độ, càng nghịch duyên thì càng muốn chết. Đúng không? Tự tử chết rồi, hoặc uống thuốc chết rồi, hoặc là chịu không nổi. Thù ghét gặp gỡ làm sao mà chịu nổi? Mà cái người biết tu rồi, thù ghét bây giờ họ gặp gỡ để mà trả. Nhưng mình ít chịu như vậy lắm. Cái cô đó cô lên cô nói, ông chồng con thôi uống rượu về ông lải nhải, mỗi lần ông về con phải đi ra ngoài đường 11, 12 giờ khuya ông ngủ rồi con mới về. Mà khi mà ông về lại mà con ngủ là ông dựng đầu lên kêu ngủ chi sớm vậy, để tôi la cho bàn chặn đã. Ông chửi đã đời ông đi ngủ rồi bà mới ngủ. Ông kêu trời ơi cô khổ với ông này, cô khổ không biết cơ mang nào mà kể. Đầu tiên sao ông nói ngon nói ngọt, ông kêu anh thương em lắm, ông nói ngon ngọt quá, bây giờ ông hành con tơi tả với thầy. Tại đó con người nó ngộ vậy đó. Nhưng mà không biết sao cái trì đại bi của tu tập đến hôm nay bắt đầu đỡ dữ lắm. Chỉ có cái pháp Phật nó hóa giải được cái nghiệp chứ. Tiếng đồng hồ rồi ha. Tiếng đồng hồ. 10 giờ.
Giờ lắng nghe ha. Lắng nghe Ấn Tổ khai thị nè. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người chọn không có một pháp nhất định. Cái nhất định là thành, là cung kính. Hai sự này dẫu chư Phật tột cùng đời vị lai xuất thế cũng chẳng thể thay đổi được. Nhưng bọn phàm phu sát đất chúng ta muốn tiêu nghiệp lỵ nhanh chóng, mau chứng vô sanh lại chẳng dốc hết sức hai nơi chuyện này, thì ví như cây không rễ lại muốn xum xê, chim không cánh lại muốn bay, há có được chăng? Bây giờ, thời này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp là 12.000 năm, bây giờ mới có 3.000 năm thôi. Rồi hết chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, về sau Ngài Di Lặc ra đời cũng không thể nào thay đổi hai cái điều đó là thành kính. Hai cái điều này chư Phật phải tu và nói cho chúng sanh tu. Nếu không có hai cái điều thành kính này, dầu cho tu thì chỉ là Ngài nói là gì? Giả vờ như đóng kịch. Biết mấy người đóng kịch không? Mấy người lên sân khấu đóng kịch hát cải lương, hát bội với lại đóng phim á, họ không phải là con người đó mà họ phải đóng cái vai đó. Không phải là người ác mà họ đóng cái vai ác. Trời, cái bà đó bà dữ quá chừng, mà đóng cái vai thiện hiền khô vô vai đó là phải đóng. Thì Ngài nói giống như hát kịch, hát xiệc, cải lương, đóng phim. Nếu không có thành kính. Còn người mà chân thật cung kính, biểu lộ ra được cái cung kính họ, thì một ngày cũng như trăm ngày, cũng như một năm, cũng như 10 năm. Còn người mà không cung kính rồi, họ giữ được chỉ trong thời gian ngắn 1, 2 năm, 5, 7 năm, rồi thời gian họ cũng gì? Xuất hiện. Có anh chàng trai đó, trời, cha mẹ thôi nói anh không nghe lời, bất kính vô cùng. Cha mẹ nói cái gì anh cũng cãi lại hết trơn. Anh nói bà già cổ lũ sĩ biết cái gì. Bà nhắc nhở, bà kêu con à, cưới vợ phải tìm đứa nào nó ngon ngoan đấy, ngoan ngoan đấy, hiền hiền, chứ mà cái con nào mà nó dữ quá, nó về đây chắc ba má cũng lên bờ xuống ruộng cho nó nhăn con. Nó cũng không có nghe, coi như là nó không có nghe. Thì khi quen một cô này đến nhà, thấy mấy ngày đầu thì không nói gì hết, về sau lâu ngày chạy tháng thì thấy cái anh chàng này bất kính với cha mẹ. Thì cái gia đình của cô này có đạo đức, cô này thì cung kính nghe lời cha mẹ. Cha mẹ nói con đến con theo dõi, con làm quen để con theo dõi thử coi cái anh bạn trai con đó, có cung kính với cha mẹ không. Nếu không cung kính với cha mẹ thì chớ mà con lập gia đình, cưới anh này làm chồng. Cha mẹ họ mà họ còn chưa cung kính thì con là nghĩa lý gì? Bước đầu là họ dùng mọi kế để mà họ lấy con được làm vợ, nhưng về sau thì họ đối xử còn thậm tệ hơn cha mẹ họ nữa. Thì đứa con này tới nó thấy vậy xong, nó về nó nói với cha mẹ là nó rút lui liền. Rút lui ngay. Bởi vì thấy anh chàng này không ổn, cô này ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Thì cũng có một cái cặp gia đình khác, nhỏ này nó cũng quan đàn, nó không nghe lời cha mẹ. Khi mà anh chàng này khi mà tới nhà cô này để mà thăm gia đình đồ đó, thì cha mẹ là người lớn, người ta biết, người ta thấy cái tư cách của anh này lâu ngày chạy tháng, là bước đầu thì tới chào cha mẹ rất là cung kính, về sau là tới hỏi ngang ngang, có bạn con ở nhà không cô, hả bác? Cứ như là từ từ nó đối xử giống như là cái tâm lỗ mãn á. Cái người cha mẹ của cô bé này nói không được con à, cái đứa này nó không có cung kính, nó xem thường người lớn lắm, về sau con khổ với nó. Kêu không má ơi, con thấy anh này anh được lắm, mỗi lần mà con ho cái hoặc cái là anh mang thuốc đến cho con đứng ngay cửa liền, anh tốt dữ lắm má, còn không biết thấu xấu với má làm sao, không cung kính với má làm sao, chứ anh tốt với con lắm má, con muốn mua cái giỏ Chanel, Chanel gì anh mua cho con hết đó má. Nào con nhỏ này nó chỉ thấy cái lợi thôi mà nó không có biết cái vấn đề đạo đức của con người. Cha mẹ cũng đau lòng không biết sao hết. Cuối cùng sao? Đám cưới với nhau. Nó nói một câu đi, thôi kệ nó, ảnh về cái hành hạ con khổ cỡ nào con cũng chịu hết trơn á má, má cho con đám cưới với ảnh đi. Rồi đám cưới với nhau 3, 7, 21 ngày mới có được thời gian 1, 2 năm, chưa tới 1, 2 năm, trời ơi, ảm đứa con về nhà ở chịu hết nổi giọng. Con người mà không có cung kính
thì thua loài cầm thú. Cầm thú thì nó si mê, nó không có biết. Còn con người có cái biết, có tánh giác, có hiểu biết đâu là cha, là mẹ, là anh, là em, thứ tự. Nhưng mà không cung kính thì người này còn thua cầm thú. Thì lúc lâm chung phải làm loài cầm thú, hoặc tệ hơn cầm thú đó là ngạ quỷ hoặc xuống địa ngục. Hai chữ cung kính này, thành kính này mà mất rồi, con người này phải thua cầm thú. Kinh khủng không? Bây giờ làm sao cho có thành kính đây? Lắng nghe này. Hằng ngày phải lễ Phật, đem hết tấm lòng thành kính này để cho nó hưng khởi lên. Lễ Phật, cung kính với Phật. Có một vị tới gặp Ấn Tổ nói, mà vị này vị tu sĩ á nghe, hỏi Ấn Tổ nói, có cách nào để nhập vào đạo nhanh nhất không? Hiệu quả nhất không? An toàn nhất không? Và sớm thành tựu không? Ấn Tổ nói có. Hai chữ thành và kính, nói cho đủ bốn chữ đó là chân thành và cung kính. Nếu ông làm từ hai chữ này, ông từ cái chuyện tu, ông từ cái chuyện mà đi làm tất cả công việc bằng hai cái chữ này, bằng bốn cái chữ chân thành cung kính, thì phước của ông hưởng không bao giờ hết, và thành tựu đạo nghiệp rất nhanh. Còn ông bỏ hai cái chữ này cung kính, ông bỏ bốn cái chữ chân thành cung kính, thì ông không có làm cái gì được hết trơn. Dẫu ông làm được, đó là cái chuyện gì? Gieo cái viễn nhân phước báu cạn cợt lắm. Giờ quý vị nhìn thấy lại con người, rời khỏi chân tâm là cái tâm không chân thật nó xuất hiện. Rời khỏi câu niệm Phật là cái tâm không chân thật nó xuất hiện. Nó lương lẹo, dối trá, nó xảo quyệt, nó nhanh lắm, nó tinh vi lắm. Bây giờ nó huấn luyện từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi mà. Cái tâm ngã mạn, cái tâm không chân thật nó tinh vi lắm. Nhất niệm tam thiên, một niệm có 3000 cảnh giới, có 3000 cái ý niệm nó ở trong đó. Ấn Tổ nói cái chỗ này quý vị lắng nghe nè. Người không niệm Phật là người nuôi tánh không chân thật. Rời câu niệm Phật, rời tánh chân thật thì đây là vọng tưởng, điên đảo, sằng bậy. Lâu ngày chày tháng, tổn thọ, tổn phước, gặp chướng nạn, đọa lạc là chuyện dĩ nhiên. Cái này ngài nói chính xác lắm à. Người đó, người ta trở về lại với cái tánh chân thật. Trở về tánh chân thật là Phật tánh, không phải dễ. Người ta không trở về với tánh chân thật được, họ thường xuyên trở về với câu Phật hiệu, thì người này sẽ gì? Người này sẽ tu đức. Hằng ngày họ tu đức, và họ liên tục tu đức là lấy câu A-di-đà Phật để nuôi dưỡng tánh đức, để cho tánh đức này hưng khởi. Thì cái tánh đức này sẽ lưu xuất ra cái tâm chân thật, từ bi hỷ xả, vô ngã lợi, vị tha, phước báu đến ào ào, thọ mạng kéo dài. Ngay cái gốc này nếu mà không làm, thì dầu cho quý vị làm cái gì đi nữa cũng không thành tựu được. Phải làm từ cái gốc này, nuôi được cái tánh chân thật. Cái tánh chân thật là cái diệu dụng của thể tánh, mà nó bị phiền não che lấp mất rồi. Bây giờ lấy cái công đức Phật hiệu là tu đức, để cho tánh đức này nó lưu xuất ra thì được. Nếu người nào chịu hành trì như vậy thì tánh đức nó lưu xuất những cái diệu dụng rất nhanh. Và từ cái diệu dụng của cái, từ nơi tánh đức nó lưu xuất rồi đó, thì phước báu người này không thể tưởng tượng. Lớn lắm, nhanh lắm, không ai bị kịp đâu. Dầu cho người đó đi cúng dường mỗi ngày đi, cúng 100 năm mà họ có 7 báu sa cừ, mã não, san hô, vàng bạc, tiền bạc, của cải. Họ cúng 100 năm mà họ cúng ngày nào họ cũng cúng, thì đó là cái phước của họ có. Nhưng mà họ không niệm Phật thì người này cũng không bằng người niệm Phật. Tổ sư Ấn Quang nói vậy. Người niệm Phật là lấy vô lượng công đức của Phật A Di Đà để vô trong tâm của mình, hơn người đi cúng 7 báu mà mỗi ngày đi cúng cho đến 100 năm, cho đến hết tuổi thọ của mình. Dễ sợ không? Kinh khủng không? Nói như vậy cái người niệm Phật không cúng dường gì không phải. Người niệm Phật có cúng dường mà tùy theo cái khả năng họ cúng. Họ không bỏ đi cái câu Phật hiệu, họ không bỏ đi cái tánh đức này, họ không bỏ cái thời gian dụng công tu hành, mà họ chạy theo cái việc làm bên ngoài.
Nếu việc làm bên ngoài mà họ giữ được công phu được thì tốt lắm. Nhớ cái chỗ này, hai chữ thành kính nha. Hai chữ thành kính. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trẻ lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu gieo viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng tượng được nổi. Dẫu cho làm được người sanh lên trời, chọn khó thể dự vào hải hội liên trì. Vì mất hai tâm, mất hai cái tâm thành kính. Khi không có hai cái tâm thành kính thì tâm người này niệm Phật nhưng mà ngăn cách với Phật mất. Ghê. Hai cái chữ này phải nhớ. Học hai cái chữ thành kính này, cha mẹ, anh em, vợ chồng, đối duyên xúc cảnh. Ấn Tổ dạy cái chữ thành kính này. Lên trước bằng Phật tu hành thành kính, thấy Phật giống như Phật thiệt. Tuy rằng Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật gỗ, Phật nhựa, Phật cốt, xi măng, như Phật thiệt. Thì người nào mà thấy như Phật thiệt mà lễ một lễ là tội diệt hà sa, niệm một câu là công đức vô lượng. Rồi thấy pháp tức là kinh á, kinh A Di Đà là câu Phật hiệu đó, là khi mình niệm như vậy là mình thấy tâm mình với tâm Phật tương ưng. Và đọc kinh A Di Đà là mình thấy Phật đang ban pháp âm cho mình, là cung kính pháp. Thấy một vị tăng cung kính tột cùng. Thời nay chúng tôi thấy một số Phật tử đến tìm cái lợi của chùa không được. Khi mà mất cái lợi của chùa rồi bắt đầu chê bai hỉ bán vị tăng đó, kinh khủng luôn. Nghe câu chuyện này nè. Cái con hổ là con cọp á, hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy các vị tăng ni đi khất thực, chạy ra bờ rừng đứng gục đầu cung kính. Ông thợ săn ông thấy cái con cọp này cung kính các vị thầy, ông giả ông mặc y vô, ông tới ông ngồi, con cọp cũng lại cung kính. Đợt sau ông biết rồi, ông chỉ làm một cái con đường đó để đi đến chỗ ông thợ săn, và trong cái lỗ đó có một cái hầm trong gai. Ông cũng tới ông ngồi để con cọp nó đi, nó rớt xuống cái hầm đó cho nó chết. Ông cũng ngồi như vậy, con cọp nó cũng thấy vị thầy này, nó tới tiếp tục cung kính. Nó đi tới nửa chừng cái bắt đầu là nó rớt xuống dưới đó. Thì cái sức của con cọp này có thể nó vùng lên, nó nhảy, nó vồ nát cái thân ổng được. Nhưng mà nó thấy ông này biết là thợ săn giả thầy chùa để giết nó, nhưng mà nó tôn trọng cái bộ y, nó không có giết cái ông thợ săn này. Thì ngài nhiều đời cung kính như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái câu chuyện này là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều đời bị người ta giết hại ngài, ngài làm súc sanh. Tiền thân của ngài có lúc ngài làm cọp, làm heo, làm gà, làm chó, làm người, sanh lên cõi trời. Nhiều đời mang nhiều thân lắm. Nhưng mà cái thân làm cọp này bị người ta hại như vậy, ngài biết rằng cái ông thợ săn này là người giả mạo thầy chùa mặc y để giết ông cọp. Nhưng ông cọp này có khả năng ổng vồ, ổng dập cái ông thợ săn này chết, nhưng mà tôn trọng cái y. Ghê không? Cho nên cái người mà đã cung kính người khác rồi không bao giờ nói xấu người khác. Mà cái người họ nói xấu người khác là do cái tâm cung kính họ không có. Họ nói họ đọa địa ngục cũng chịu, bây giờ ông nói xấu mấy ông thầy cho hả giận đã, nói xấu mấy bà sư cô đã, nói xấu Phật tử đã, tâm họ nó quá trời xấu rồi. Cho nên cái người mà họ không có niệm Phật luôn luôn thấy người khác là xấu là sai, thấy mình đúng. Cái chỗ này là cái chuyện mình mất phước báu, thọ mạng giảm, thân thể xấu xí, đọa lạc nhanh nhất, nhanh nhất. Cho nên Ấn Tổ mới nói như sao quý vị? Thấy người khác là Bồ Tát, là Phật, mình là phàm phu, đừng có gì, đừng có để ý vào chuyện của người khác, hãy nên chăm lo việc nhà mình, đừng để vào những cái chuyện bại hại xấu xa của người khác. Nếu để vào cái chuyện bại hại xấu xa của người khác, tâm mình nhiễm xấu rất nhanh. Mà cái người tốt mà khi mà người ta nghĩ đến cái chuyện xấu là người ta sợ, người ta quay đầu, người ta niệm Phật liền, người ta không dám nghĩ đến chuyện xấu. Còn cái tâm họ xấu rồi họ thích nghĩ những cái chuyện xấu, thì cái chuyện mà họ nghĩ đến cái chuyện xấu, rồi bắt đầu họ nói được chuyện xấu, rồi họ làm được việc xấu,
thì cái người này tổn phước, tổn thọ, làm ăn không được và thọ mạng ngắn lần, chết trước thọ mạng, ngũ phước si hao, đọa lạc như tên bắn. Chỉ có cái người mà niệm Phật rồi họ mới sợ những cái nhân quả xấu ác đó, họ không dám nghĩ, họ không dám nói. Cái đạo lý này thâm sâu lắm á ngang, thâm sâu dữ lắm á, hết sức cẩn thận á. Cho nên hai chữ thành kính nếu không giữ được thì không thể thành tựu được. Thành kính với chư tăng, thành kính giữa con người với con người, thành kính giữa mình với con vật. Nếu thực sự mình thành kính giữa mình với con vật, biết nó là tương lai nó sẽ thành Phật, phóng sanh tức là phóng Phật, sát sanh tức là sát Phật, tất cả chúng sanh, con thú, con gà, con vịt đều có Phật tánh, là vị Phật trong tương lai. Thả một chúng sanh là phả, thả một vị Phật trong tương lai. Nếu thấy như vậy, nếu biết như vậy rồi, không bao giờ dám ăn thịt của nó nữa. Trong này ai ăn thịt đâu giơ tay coi. Ai ăn chay trường đâu giơ tay coi. Ai ăn chay tháng đâu giơ tay coi. Bữa nay thầy có cái chương trình là ăn chay tuần nè. Một tháng dễ quên quá. 15, mình có nhớ ngày dương đi làm không? Cái ngày âm không nhớ. Cái sáng ra làm tô bún hỏi ngày nay nhiêu, kêu 15, lỡ quất rồi giờ sao? Lỡ ăn vô tới cổ rồi giờ sao? Không nhớ. Thứ thì nhớ phải không? Cái chú Đức Minh ở bên Mỹ, ông nói, ở bên Úc, ông nói, con nghe lời thầy bữa nay một ngày, một tuần con ăn được 5 ngày rồi. Ăn chay thứ đi. Còn mấy thầy ăn chay ngày là ngày nào mấy thầy cũng ăn hết. Còn mấy quý vị ăn chay thứ là sao? Một tháng ăn 4 ngày là thứ bảy chủ nhật ở nhà mình ăn, hoặc mình chia thứ ra mình ăn tuần 2 ngày, tháng ăn được 4 ngày phải không ạ? Tháng 4 tuần ăn chay thứ nó dễ nhớ hơn. Bởi vì mình nhớ thứ, ai cũng nhớ thứ à. Cho nên chúng tôi tổ chức ở đây ngày chủ nhật là ai cũng nhớ, cho tổ chức ngày 15 đôi khi mình quên. Cái thứ nó hay lắm nha. Nay mình về mình ăn thứ hai. Chứ nếu mà ăn thứ bảy chủ nhật liền nó ngán lắm, nó thèm thịt ăn không nổi. Ôi mà ngộ nha, bữa nay cái miệng của Giấc Nhàn sao ăn cái thứ gì nó cũng ngon dễ sợ luôn. Phải nói là nó ngon lắm á. Bởi vì biết sao, ngày nào cũng nướng nước bột á. Cứ lễ Phật cái gì, lễ Phật cái nước bột nó trào ra, giảng gì nó cũng ra đầy họng cái nuốt vô. Rồi lễ Phật nó cũng ra, rồi niệm Phật nó cũng ra. Đi niệm Phật trong tâm nó cũng trào nước bột ra. Cái người mà có nước bột như vậy đó mà nuốt xuống á, thì cái bao tử của mình không bao giờ bị đau bao tử. Cái nước bột đó nó trung hòa được bao tử, nó không có bị axit trong đó nhiều là một. Thứ hai, cái dịch vị này nó làm con người mình khỏe ra, có chất bổ. Chiều chúng tôi không ăn mà khi đói đói cái là đi chập cái nó no. Không, cái này nói thiệt. Nước bột là dinh dưỡng cao. Ấn tổ nó đừng có khạc nhỏ nha. Khạc nhỏ vừa dơ giấy bất kính mà lạ gì, mất đi những cái tinh hoa trong đồ ăn bay ra hết à. Thứ nhất là nước bọt nha. Nước vô đờm cũng nước luôn. Hồi sáng công phu tự nhiên đờm nó ngay cổ. Bây giờ mình đi ra ngoài mình khạc nhỏ thì mất công quá thôi. Rồi xong. Xong luôn. Nó xuống như này thôi chứ gì đâu. Đờm của mình chứ gì đâu. Nó còn trong miệng mình nuốt xuống nó không gớm. Mình nhả ra mình liếm vô thì gớm không. Thôi nuốt vô đi, đừng có nhả ra là liếm mà kẹt lắm, không được nha. Nhưng mà ai giỏi mà người ta nhổ nước miếng vô mặt mình mà mình vuốt mình liếm nữa thì giỏi. Không có buồn. Công nhận, tôi nói tổ sư Ấn Quang là người nói từng chút trong cái cuộc sống của mình từ nước bọt mà ngài cũng nói đến cái chuyện này nữa thì thôi, biết cái lòng từ bi của ngài đến đâu. Không thể tưởng tượng được. Lão Phật gia này mà nói thiệt tình tôn kính suốt đời không hết. Rồi thứ hai nữa, không khí. Hít sâu vô, không khí nó dẫn vô tới buồng phổi, nó phân bổ ra hết toàn bộ những cái mao mạch trong cơ thể. Người nào mà hàng ngày hít vô A Di, thở ra Đà Phật, cái không khí nó đủ, tối xuống nằm chưa được 5 phút là chìm vô giấc ngủ, ngủ rất ngon. Chút nữa chúng tôi giới thiệu cái cuốn Năm Thức Tập của các vị Lạc Ma Tây Tạng cho quý vị á, để quý vị mang về quý vị xem cho kỹ, quý vị tập. Hôm trước giờ nói về cái phương cách lễ Phật
Mà đầu tiên chúng tôi hay dẫn nhập với hai nữa là có nói về cái việc, nó cũng chung quy về cái việc trước khi mình lễ Phật phải làm sao? Rửa tay, súc miệng, rửa mặt, rồi nhang đèn, bông hoa quả. Mỗi lần công phu của chúng tôi tổng cộng có thử bao nhiêu cái đèn? 10 cái đèn, 10 đèn cầy. Chỉ có cái bàn tổ với bàn Phật thôi, 10 cái đèn cầy. Vừa rồi có cái cô có thấy chúng tôi hay thắp đèn cầy, có cúng dường cái đèn cầy bông sen. Thắp đúng là 7 ngày 7 đêm là nó hết luôn liên tục. Mà chúng tôi thấy nó đẹp mà thắp nó trang nghiêm. Mà đèn cầy nó chế thiệt hay ở Hà Nội á. Khi mà thắp lên cả cái đèn cầy nó sáng. Có một ngọn lửa thôi mà nó làm cả cái đèn cầy nó sáng. Mà đèn cầy khi nó lên rồi mình mở điện nó hơi mờ mờ lúc mình lạy Phật. Thôi tuyệt cái cảnh đó thôi, mê ni luôn ấy. Vâng. Cái đèn cầy nó ấm áp mà nó làm sao á, nó không có khói. Hồi xưa người ta thắp đèn dầu cái nhiều lúc ông Phật cái mũi ông đen thui à. Nay đèn cầy để xa xa Phật chút, trời nó trang nghiêm. Thắp nhang lên xong rồi lễ Phật thiệt là thích. Cô cúng dường hai cái đèn cầy, chúng tôi nói thôi giờ cô đặt Hà Nội giùm thầy 10 cặp nữa đi. Cô nói thôi để con cúng dường thầy luôn 10 cặp, mang về cất để dành cho không dám thắp hết một lần một tuần nó hết uổng đi. Rồi bắt đầu mới nghiên cứu cái đèn cầy đã thắp xong, có những cái cánh đèn cầy nó thành sen á, chúng tôi mới khoét cái lỗ hết rồi mới bỏ cái đèn cầy khác vô cho nó lâu nữa. Bởi vì mình hà tiện á mà. Hà tiện là quốc sách tiết kiệm á, là mau giàu á, để dành không có xài phung phí. Có nghe chúng tôi xài đèn cầy họ mua họ cúng dường mấy người ở ngoài đây nè. Đèn cầy thắp nó ấm áp. Nhất là cái động đá của chúng tôi nó mát, mà không có đèn cầy vô thì âm khí nó lạnh, ấm áp lắm. Nhang bắt đầu mình thắp lên, hương nó thơm, hoa quả rồi nước sáng nào cũng gì. Xong rồi mình lót nước ra một cái ly đó, mình uống vô thấy cam lồ của Phật ban tặng cho mình. 6 tháng thôi quý vị khỏe, chúng tôi dám chắc quý vị là 6 tháng là quý vị khỏe. Khỏe re như con bò kéo xe luôn, khỏe lắm. Thì con bò nó mạnh cỡ nào đi nữa, mình khỏe dữ lắm. Giờ làm lạ nghe, cái người mà lễ Phật nó xuất hiện một cái điều này, họ gặp cái con vật, họ thấy cái cây á, nó chết mà họ thấy tội. Có cái cây nhãn đó, trời ơi, anh Cương anh mang lên mà anh trồng lúc nó còn lá còn đồ mà anh không có làm cái bồn cho nó chứa nước, anh mu nó lên như vậy cái nước nó chảy trượt ra ngoài hết trơn. Cuối cùng cái cây nhãn nó thiệt to, cái thân nó bằng cái đầu của mình mà cuối cùng nó chết. Ngày nào lên cũng nhìn coi thử nó ra lá không, mà cuối cùng nó không có ra lá mà nó ra vỏ, lột vỏ nó ra hết trơn, chết rồi. Trời tội thiệt cái cây luôn á, thấy nó thiệt tội luôn. Cái này chân thật mà thấy cái tội. Còn cái cây liễu anh chàng đó anh tặng bữa nay nó cũng là cái cây thiệt to, không có lá như cây nhãn mà bữa nay nó ra lá, ra hoa. Chúng tôi đi ngang qua ngày Di Lặc thắp nhang là nhìn coi thử ra lá ra hoa mà nó ra, mình mừng quá chừng, mình hoan hỷ với cái cây. Là cái cây mà mình thương nó như vậy, đến con người lỡ gì, ai nỡ gì mình ghét nó phải không? Thì lễ Phật từ từ, cái lòng từ bi bắt đầu nó khởi lên. Cái lòng vô ngã nó khởi lên. Cái lòng vị tha bắt đầu nó khởi lên. Chỉ có miệng xưng danh hiệu Phật, thân lễ Phật, thì nó tác động vào trong cái tánh đức để nó lưu xuất những cái diệu dụng của tánh đức nhanh lắm. Cái người lễ Phật lâu ngày nhìn họ đẹp lạ kỳ, xấu hô đẹp theo hô, xấu súng đẹp theo súng, mà lùng nó đẹp theo lùng, đẹp lạ kỳ. Nhìn họ trong lòng của họ nó lưu xuất ra tâm từ, nhìn họ thùy mỹ nết na, hoan hỷ vô cùng. Người lễ Phật cung kính Phật là công đức thù thắng nhất mà. Rồi họ ra ngoài họ gặp ai họ cung kính kính nữa thì thôi rồi, con người này là ít gặp chướng ngại, gặp người khác người ta sẽ cung kính. Còn mình bất kính người khác mà kêu người khác cung kính mình là chuyện không có rồi, không bao giờ có rồi, đúng không quý vị? Nghe cái chuyện này thì dễ nhưng mà làm thì cũng hơi khó đó. Cố gắng về lễ Phật. Ở tại đây hôm nay
Hôm trước chúng tôi cho cái thời gian trì chú đại bi ra phía sau với thêm hai nữa, đó là công phu buổi tối từ 6:30 đến 9 giờ là 2 tiếng rưỡi đó. Một số các thầy đi làm hàng ngày nó mệt quá, một số Phật tử cũng hơi đuối, cho nên để cái phần chú đại bi phía sau với thêm nửa tiếng nữa. Nhưng mà một số tu không nổi, hơi mệt, lâu ngày không ổn, cho sáng chúng tôi gọi lại lên cho chú Tuệ là chú Bá đó, là điều chỉnh lại cái buổi tối là tu 6:30 đến 8:30, 2 tiếng thôi. Hôm trước chúng tôi dời cái đại bi để ra phía sau thì nó có hơi trục trặc một chút, là cái thời đại bi mình tụng hết 40 phút, 50 phút mà chuyển sang mình niệm Quan Âm nữa, nó gần một tiếng, cái hơi mình nó ra liên tục, cái bắt đầu nó hơi nhói phía sau, bắt đầu nó có hiện tượng như là tổn khí. Chúng tôi mới dời cái đại bi ra phía trước thì ổn liền, không có gì trở ngại. Cho nên hôm nay thấy Phật tử họ tu tối 2 tiếng rưỡi họ mệt, nhưng mà ngồi uống trà đến 12 giờ cũng không mệt. Có bữa lên gặp mấy thầy ngồi uống trà bàn năm dưới năm trên rồi ăn bánh rồi đến 12 giờ hỏi mệt không? Không, không mệt đâu, cho ngồi tiếp cũng được. Ngộ vậy ngang. Bởi vì ngồi để mình vọng tưởng, mình suy tính, mình nói năng, mình vui vẻ theo cái vọng tưởng, nó không mệt, nó quen rồi. Chứ mà gò cái tâm vô câu Phật hiệu với đại chú, đại bi với kinh, với niệm Phật, với lễ Phật á, mình nhốt nó lại trong đó, mình chưa quen, mình thấy khó chịu. Chứ thực ra nếu mà quen rồi là dễ chịu lắm. Chúng nữa mở cái đoạn sư bà Hải Chữ Âm nói cái chuyện quý vị nghe là sống nhiều niệm với một niệm, quý vị nghe. Sư bà nói, úi dồi ôi, tôi sống một niệm tôi quen rồi, là tôi sống với một niệm A-di-đà Phật. Sư bà là người Bắc mà nói tiếng Bắc mà không phải mình nhái tiếng, mình giả giả một chút xíu mà. Rồi ngài sư bà lai pháp nhìn mặt bà, sư bà hoan hỷ đẹp lắm. Năm mà Giác Nhàn trước năm 2000 gửi sư cô Liên Phương xuống đó tu là thấy sư bà đẹp quá cỡ rồi. Mà nhìn cái mặt lúc trước sư bà chưa xuất gia không có đẹp bằng. Họ kêu, ôi dồi ôi, các vị sống với mười nhiều niệm nè, tôi kể quý vị nghe nè, sáng lo ăn nè, đi làm nè, tính toán nè, suy nghĩ nè, được thì vui nè, mất thì buồn nè, rồi xung đột tranh cãi, quý vị thấy mệt không? Sống nhiều niệm mệt lắm, còn niệm một câu A Di Đà Phật, sống một niệm sướng khỏe quá chừng, mà sao không chịu niệm thế à? Sao không chịu niệm vậy à? Hiểu không? Sư bà nói cái chỗ này là sư bà đi vô một niệm rồi, đi vô nhất niệm rồi, sự nhất tâm rồi. Lấy nhất tâm thì chúng ta không biết cái cảnh giới như thế nào, nhưng mà chúng ta nghe qua cái điều này biết là gần như là sự nhất tâm. Sư bà Hải Triệu Âm á, ở nhà vài chục năm, hai ba chục năm ở tại dược sư không đi đâu, ai đến thăm thì thăm, hàng ngày niệm hít vô A Di, thở ra Đà Phật, gắn làm sao cái câu Phật hiệu vô được trong hơi thở, vừa khỏe là hơi thở ra vô, vừa tiêu nghiệp là công đức Phật hiệu. Lúc chết thì hơi thở đi theo cái thân, còn câu Phật hiệu đi theo cái tâm, đi về Tây Phương Cực Lạc. Trời, nói hay thiệt. Quý vị sống nhiều niệm quý vị không mệt à? Quen như vậy thôi chứ mệt chết người đi. Mệt lắm ấy à. Tối nằm mơ mộng trong nhiều niệm. Còn tôi một niệm tối tôi cũng mơ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn quý vị mơ tối thấy một đống vàng, sáng không thấy gì nữa hết. Còn tôi mơ A Di Đà Phật, sáng vẫn A Di Đà Phật, xuyên theo rồi ôi. Hay. Người sống nhiều niệm giống như là một chiếc xe có anh tài xế. Xe chạy thiệt nhanh, tài xế không làm chủ ga, không làm chủ thắng, không làm chủ tay lái. Thì tôi hỏi quý vị đi đâu? Đi vào trụ điện chứ đi vào trong là cái hố thôi. Đúng không? Ông tài xế mà không làm chủ được thắng, không làm chủ được tay lái, không làm chủ được ga, không quan sát được, thì nó phải vô trụ điện chứ đi xuống dưới vực chứ gì nữa. Cái xe là cái thân, cái tâm của mình là ông tài xế, không làm chủ được niệm. Nó muốn tham là cho nó tham, nó muốn dâm là giao cho nó dâm, nó muốn trộm cướp là nó cho nó trộm cướp, nó muốn ăn mặn là cho ăn mặn, nó suy nghĩ lung tung là ông tài xế, không làm chủ được niệm, được nhiều niệm đó. Nếu làm chủ được nhiều niệm đó là ông tài xế, là cái tâm mình trở về được câu Phật hiệu, trở về được chân tâm thì không sao. Mà nếu không trở về câu Phật hiệu, không trở về được chân tâm mà sống theo nhiều niệm thì phải rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tôi nói quý vị là chắc cú rồi đó.
ghê, sư bà ví dụ cái này nghe kinh hồn. Hằng ngày sống với nhiều niệm nó quen rồi. Nhiều niệm đó là gì? Là vọng tưởng. Như vậy con người không có suy nghĩ à? Có. Đến giờ ăn họ ăn, trước khi ăn họ không có suy nghĩ phải ăn cái gì. Hiểu chỗ này không? Làm thì họ làm, trước khi làm họ cũng không nghĩ là làm cái gì, nhập tâm vô là làm hết bổn phận. Làm xong rồi họ cũng không suy nghĩ được hay mất gì hết, kệ nó. Thì người sống với chân tâm với câu Phật hiệu là như rứa đấy. Còn mình sống với vọng tâm chưa đến thì mình suy nghĩ, chuyện đã qua rồi tiếp tục mình có suy nghĩ lo toan. Thì sống đây là sống với nhiều niệm mệt lắm, trước sau gì cũng rớt vô tam đồ thôi. Giỏi lắm là được làm người. Còn người sống với một niệm, đụng chuyện thì làm, chuyện qua rồi A-di-đà Phật, hít vô niệm trong tâm A-di-đà Phật, thở ra niệm A-di-đà Phật. Sống một niệm sướng hơn nhiều niệm năm. Sư bà nói dễ thương, miệng sư bà nói thiệt là dễ thương. Đâu bữa nay thầy chú bá mở ra cho mọi người nghe vài phút nha. Vài phút. Chúng tôi quý kính sư bà lắm, cho đưa sư cô Liên Phương là thân mẫu chúng tôi xuống, xuống để mà xuất gia với sư bà. Sư bà đặt là Liên Phương. Liên là hoa sen, Phương là Tây Phương Cực Lạc. Nghe sư bà nói vài phút hay lắm. Niệm Phật theo hơi thở. Bây giờ chúng ta quyết định trở về cái tánh Phật A-di-đà rồi. Chúng ta bây giờ sống với tánh Phật của mình. Thì cái phương pháp là niệm Nam-mô A-di-đà Phật hay là niệm A-di-đà Phật, là đấy là cái phương pháp. Nhưng mà thường chúng ta thì niệm bằng cái tâm niệm và niệm bằng cái sâu chuỗi để nhớ cái con số là bao nhiêu. Cái này rất cần, cho nên thầy yêu cầu chị em ai cũng phải có một cái sâu chuỗi. Bây giờ ấy, chúng ta lấy cái huy hiệu của chùa mình ấy, là cái sâu chuỗi, nghĩa là ai đeo sâu chuỗi là biết là cái người là ở chùa chúng mình, còn nếu không đeo ấy thì anh không phải người trong chùa. Tùy muốn đeo ở cổ hay muốn đeo ở tay cũng được, để đứng ngồi lúc nào nó cũng tiện, nhớ đến cái sâu chuỗi mà niệm. Thế đó là một việc. Còn bây giờ ấy, thì chị em đã quen rồi, cái việc cầm sâu chuỗi mới về coi như là đã thành rồi. Thì bây giờ thầy muốn xin chị em tiến lên thêm lên, vẫn cứ dùng sâu chuỗi, nhưng mà niệm Phật bằng hơi thở. Cứ để một cái hơi thở nào theo như thầy ấy, thì A Di niệm thở vào, Đà Phật thở ra, A Di thở vào, Đà Phật thở ra, thì là một niệm. Cái niệm một niệm mà bình an, mình soi cái niệm mới đúng, thì lúc bây giờ mình mới tay nó mới lần một hạt. Theo như thầy thì thầy làm thế, nhưng mà cũng có khi niệm lâu lâu thì cái hơi thở nó lại muốn rằng một chữ A thì vào, chữ Di thì ra, rồi Đà vào, rồi Phật ra, nghĩa là mỗi hơi chỉ có một chữ thôi. Theo như thầy thì thầy thấy có khi thì mình dùng hai, thường là dùng hai chữ một hơi, nhưng mà rồi nó lâu lâu ngồi một lúc thì nó lại thành mỗi hơi thở có một chữ thôi. Thì các con thế nào? Nhưng mà thầy con cũng có lúc giống như vậy. Thầy nghĩ là số đông là như vậy, bình thường là như vậy. Nhưng mà thầy chỉ dặn chị em thêm một lần nữa là cái hơi thở này chúng mình chưa làm chủ được nó, cho nên chúng mình còn phải hệ thuộc nó. Bởi vì nó ra vào từ bé nó đã quen rồi, cái đường lối trong cơ thể của mình, cái guồng máy thân thể của mình nó an ổn rồi. Cho nên bây giờ mình nên theo nó, chứ mình đừng cưỡng nó. Nếu mà chúng mình mà cứ muốn thay đổi cái hơi thở, nó đang dài mình muốn bắt nó ngắn, hay nó đang ngắn mình muốn dài kiểu nào đó ấy, thì bệnh luôn. Mà chúng mình ấy thì chưa biết gì về cái thân mình, cho nên mình chưa có chữa được cái thân mình. Vì vậy cho nên bây giờ cái khôn ngoan
là chúng mình hãy tùy thuận cái hơi thở. Nó ngắn thì mình tùy thuận nó, mà nó dài mình cũng tùy thuận nó. Chỉ miễn làm thế nào đưa được cái tiếng A-di-đà Phật vào cái hơi thở thì thôi. Trong cái lúc thở ấy, mình đừng nghĩ cái chuyện khác, mà mình cứ nghĩ một cái chữ A-di-đà Phật. Tập làm sao cho nó thuần cái việc này. Cái việc này chị em làm đã xong chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu tập. Cái việc tu thì nó phải dài, phải lâu. Nói thì nó vẫn chóng. Thế nhưng mà cũng nói trước để cùng nhau quyết định một con đường, cái đường lối chúng ta phải đi. Thế thì bây giờ hiện tại cái công phu trong mùa đông năm nay là chúng ta hãy làm thế nào để cái hơi thở của mình nó theo với cái chữ A-di-đà Phật. Nó đừng lông bông. Cái chữ A-di-đà Phật ấy, nó ghép được vào với cái hơi thở của mình. Thế như thế, không những là cái lúc mà chúng ta ngồi an tĩnh, mà lúc chúng ta đi, lúc chúng ta làm các công việc. Bởi vì có lúc nào mình không thở, có lúc nào mình ngừng thở. Thế cho nên nếu một khi mà mình đã tập quen rồi thì thành ra lúc nào mình cũng niệm. Dù là quét nhà, dù là vác gạch, dù là khinh cát, dù là đi lên cầu thang, bước xuống cầu thang, bởi vì lúc nào mình cũng thở. Cho nên cái tiếng niệm Phật ấy, nếu mà một khi nó quen rồi thì nó cùng với cái hơi thở, nó cứ thế nó khởi lên. Nhờ cái chuyện tự nó thành một cái thói quen, nó cứ niệm, mà thành ở chúng mình cũng thành một cái thói quen nhớ ra. Nhớ, nhớ đến Phật A-di-đà, nhớ chữ danh hiệu A-di-đà Phật. Cái việc ấy là cái mùa đông năm nay chúng ta cố gắng làm thế nào cho đến Tết cho được thuần hòa. Mà một khi đã thuần rồi ấy, thì chúng ta sẽ đeo cái thói quen ấy trọn đời. Nghĩa là phải tập mãi hoài chứ không ngưng nữa, cho đến lúc cuối cùng cái hơi thở nó thở ra, nó không vào được nữa. Lúc bây giờ chúng ta vẫn là đang niệm Phật, bởi vì đã thành cái thói quen rồi. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ việc thánh cho đến việc phàm, cũng không ra ngoài cái thói quen. Nói tiếng nhà chùa gọi là cái nghiệp. Hễ có cái nghiệp niệm Phật thì lúc lâm chung nó sẽ niệm Phật. Thế cho nên bây giờ chúng ta phải tập có một cái thói quen, nghĩa là tập có một cái nghiệp niệm Phật, mặt niệm theo hơi thở. Thì như thế, hễ còn hơi thở là có thở là có niệm Phật. Mà chúng ta thì cho đến giờ phút cuối cùng. Cho nên nếu mà những vị mà tập như thế, những cái chuyện chết bất chợt, hoặc là cái cành cây nó rơi xuống và gãy cổ, ngay cái lúc ấy là cái lúc mình cũng đang niệm Phật. Bởi vì đến cái lúc ấy mình cũng vẫn còn thở. Cho đến cuối cùng, cho nên chúng ta cứ tập để cái hơi thở là cái mà thân chúng ta, cái nghiệp thở đó, là chúng ta không lúc nào ngừng. Hễ ngừng là tức là hết cái thân này. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng tập cho cái chữ A-di-đà Phật nó theo với cái hơi thở. Tức là cái chữ A-di-đà Phật cùng với chúng ta cùng sống cùng chết. Cho đến lúc lâm chung không có cái thân, không có hơi thở, thì lúc bây giờ chúng ta mới không niệm Phật. Nhưng mà cái hơi thở ấy thì nó theo với thân, nó sẽ hết cái lúc cái thân này tàn. Nhưng mà cái niệm Phật đấy nó lại theo với cái tâm của chúng mình, cho nên nó lại còn lại mãi về sau. Vì vậy chúng ta cố gắng, đấy là cái việc thứ nhất. Thầy xin chị em cố gắng tập để mà chúng ta có cái nghiệp niệm Phật, cũng như bây giờ chúng ta đang có cái nghiệp thở ra thở vào. Trước khi dứt lời, thầy lại ôn lại một lần nữa. Việc làm của chúng ta bây giờ là cố gắng cùng với cái hơi thở chúng ta đạt được cái tiếng niệm Phật. Hễ còn thở là có niệm Phật, thở vào là cái chữ A-di, thở ra là chữ Di-đà. Cái danh hiệu Phật gắn liền với cái hơi thở của chúng ta. Đấy là việc chúng ta tập. Tập cái chữ A-di-đà Phật vào cái hơi thở, tức là chúng ta lấy Phật A-di-đà, lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ làm nơi nương tựa,
làm đời sống của chúng ta. Cũng như cái hơi thở đó, nó là cái sống của cái thân. Thì cái chữ A-di-đà Phật chính là cái thân, là cái tâm của chúng ta, cho nên là đời sống của chúng ta. Thì cái mùa đông này chúng ta trở về bốn chữ A-di-đà Phật tập bằng hơi thở. Bởi vì trong cái lúc niệm bằng hơi thở đó, thì cái thần của chúng ta nó nhẹ, nó tĩnh, cái vọng tâm nó khởi lên, chúng ta thấy được. Bây giờ cái việc thứ nhất thầy nhắc lại là chúng ta gắn làm thế nào, gắn cái chữ A-di-đà Phật vào với cái hơi thở. Nhưng mà nhớ là đừng động lên cái hơi thở, chúng ta tùy thuận cái hơi thở. Cho nếu mà có một cái chỗ mà chúng ta muốn ảnh hưởng đến cái hơi thở thì là nó dễ bị bệnh. Mà giờ chúng ta chưa biết cách để mà sửa cái thân, cho nên chúng ta phải tùy thuận cái hơi thở, ngắn dài thế nào phải tùy thuận để êm ả. Việc đó là việc trước nhất, chúng ta phải tập cái hơi thở với cái niệm Phật. Mà rồi cứ mỗi một niệm chúng ta lại rút một hạt. Như vậy là cả cái thân chúng ta cũng để ý, toàn thân để ý vào cái niệm này. Cái niệm được một niệm mà tốt, không bị vọng tưởng, không bị chuyện nọ chuyện kia, niệm sáng suốt, thế thì chúng ta lần một hạt. Đừng vội đi nhanh, chậm cũng được. Một khi thành một cái thói quen rồi ấy, thì nó sẽ tốt, thì nó lại tự nhiên nó thành nhanh. Nhưng mà không cần nhanh, chúng ta chỉ cần cái thanh tịnh thôi, chứ không cần niệm được nhiều. Bởi vì như vị nào vừa nói sáng hôm nay, cái tâm của chúng ta nó vô niệm, cho nên niệm giết rồi một ngày mai nó sẽ dừng lại. Từ cái niệm mà chuyên nhất một niệm, đến ngày mai nó sẽ dừng lại. Chúng ta trở về cái tâm phẳng lặng của chúng ta, thì khi ấy nó không có động nữa. Thế nhưng bây giờ mình hãy trở về một niệm thanh tịnh, rồi ngày mai từ cái một ấy nó thành vô niệm, đến cái ngày giờ nó nhập định. Thế cho nên cái pháp tu Đức Đại Thế Chí ngài cũng nói rằng: Phật hỏi Viên Thông, con không chọn lựa, con chỉ thâu nhiếp tất cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền, được vào chánh định, đó là đệ nhất. Bây giờ chúng ta tu thì chúng ta cứ tập, đừng vội niệm nhiều. Bởi vì ngày mai đây ấy, mình còn không niệm nữa cả. Thế cho nên không vội cái nhiều, mà chỉ cần cái thanh tịnh. Để chúng ta trước hết nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái khó khăn nhất của chúng ta là cái thân này, mình chấp nó là mình. Cho nên bây giờ nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi 100 thứ, đòi tắm rửa, đòi giặt rũ, nó đòi nhiều việc lắm. Thế mình phải bớt đi, đừng bày ra những các cái rắc rối, đừng bày thêm nữa, mà giản dị. Ăn mặc, chỗ ở, mình giản dị đi. Mà mình đối với những người chung quanh cũng thế, giản dị. Người ta yêu cũng được, người ta ghét cũng được. Được miễn là mình đừng có chọc người ta, đừng làm những cái sai quấy mà về sau mình phải đọa lạc. Thế thôi. Còn việc của người ta mình đừng vương vào, hãy yên ổn cái tinh thần để mà A-di-đà Phật cho nó vững, tức là luyện cái tâm của mình. Sư bà sống đến 90 mấy tuổi, nhưng chúng tôi cũng không có ngạc nhiên là người niệm Phật họ sống thọ, và người ăn chay ít đau bệnh và sống thọ là chuyện đó là chúng tôi thấy lẽ dĩ nhiên. Và người niệm Phật lúc về già họ rất tỉnh táo sáng suốt, không có bị hôn mê. Và người ăn chay càng về sau họ càng khỏe, họ không có bị bệnh như là tai biến bệnh này bệnh nọ. Lẽ dĩ nhiên bệnh là do cái nghiệp đời trước cũng như đời này nó gây nên. Nhưng mà cái niệm Phật nó có khả năng tiêu được túc nghiệp, cho nên người này bệnh nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất à.
Cái chỗ hồi nãy sư bà nói, con người mình dùng cái hơi thở để gắn liền với câu Phật hiệu. Tổ sư Ấn Quang cũng có nói chuyện này rồi, mà chúng tôi nói cho rõ thêm chút xíu. Cái câu Phật hiệu mà mình gắn với hơi thở đó, thì nó niệm trong tâm á, thì nó là dễ nhất. Mà nó khó là bởi vì cái tâm của mình nó suy nghĩ nhiều thứ quá rồi. Bây giờ mình để vào hơi thở với một câu Phật hiệu thì phải có thời gian, phải kiên quyết, phải quyết định, phải để toàn tâm vô trong đó, thì bắt đầu nó mới trụ lên đó được. Chứ còn không là nó chạy nhanh lắm, khó lắm á. Cái này chuyện này khó. Lúc trước chúng tôi áp dụng cái cách niệm 3-3-4 hoặc là 5-1-5-6-10 á, ba hơi hoặc hai hơi, Ấn Tổ cũng chỉ mình cái cách dùng hơi thở. Nhưng mà cái cách đó mình niệm ra tiếng được như vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Một hơi là 1-5, rồi 6-10. Thì Ngài nói là cái cách này là dễ buộc tâm nhất. Học 1-3, 4-6, 7-10 chia làm 3 hơi. Ngài cũng dùng hơi thở để mà nhiếp câu vào câu Phật hiệu. Nhưng mà đó là đang ngồi công phu, còn mình đi thì dùng hơi thở niệm ra tiếng hơi khó một chút. Thì niệm thầm, hít vô a di, niệm trong tâm á, niệm trong tâm. Nãy sư bà nói là dùng hơi thở niệm 4 chữ. Nhưng mà có những người niệm ra tiếng niệm trong tâm, mà chúng ta áp dụng thấy niệm trong tâm thì dễ. Chỉ có hồi hôm kia kêu thôi giờ bữa nay mình ngưng hơi thở để mình niệm không thôi coi. Để từng chữ A Di Đà Phật. Mới lần đầu chậm A Di Đà Phật. Không có làm gì hết á, chỉ đi vòng vòng niệm Phật thôi. Ở dưới đó bây giờ cũng không có làm gì nữa hết trơn. Thì đến chiều như vậy đó, đuối. Niệm trong tâm mà vẫn bị đuối là cái tâm mình nó chưa có quen. Mình quên hơi thở cái tự nhiên thấy nó hơi mệt. Phải ngưng câu niệm Phật, bắt đầu gì? Dòng 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 hít thở, tập mấy cái suối nguồn tươi trẻ vậy, cái bắt đầu cái nó mới hồi phục lại, bắt đầu thấy nó khỏe, trong người nó khác hẳn. Thì thấy không được. Suốt ngày niệm câu Phật hiệu dẫu trong tâm mà không có hơi thở thì hơi khó. Dẫu cho ai sức khỏe, lực sĩ giỏi lắm đi nữa, không quen để cái tâm mình vào trong câu Phật hiệu, thấy nó có vẻ như mệt hoặc giả, nó không có khí lực, mình không có dồi dào. Thì chúng tôi mới để câu Phật hiệu vào trong hơi thở như sư bà nói. Sư bà là thành tựu rồi đó. Thành tựu thì mới nói được là khi mình mất hơi thở, ngưng hoặc không còn nữa, gọi là đi theo cái thân, còn cái tâm mình, cái câu Phật hiệu đi theo tâm mình. Chỗ này sâu dữ lắm. Tính toán, con người này tính toán từ xa, từ về sau, tính toán lâu xa về sau, chắc chắn hơi thở về sau nó sẽ ngưng. Không biết ngưng bao nhiêu lâu nữa nó ngưng đây. Ấn Tổ hay nói là gì? Sống trong một ngày nữa, còn một ngày là ngày cuối. Thì khơi hơi thở nó ngưng, thì đất nước gió lửa, gió là hơi thở, nó trở về cho đất nước gió lửa. Còn câu Phật hiệu đi với cái tâm mình. Cái này là thiệt, còn những cái khác là giả hết. Quý vị công nhận chúng tôi chỗ nào không ạ? Giả đâu có mang đi theo được đâu. Chùa chiền bổn đạo quý vị đồ như thầy Nhân Minh khi chết ôm ông đi theo được không? Làm gì ông chịu, ông chui ông chết với mình dễ gì. Đúng, không có mang ông nào đi được, không có mang cái gì đi được hết trơn. Chỉ mang câu Phật hiệu gọi là tịnh nghiệp, hay mang nghiệp ác để xuống tam đồ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Giỏi lắm là người giữ 10 thiện, 5 giới được trung thiện đó, thì chui vô bụng mẹ là người. Giỏi nữa là thượng thiện về cõi trời. Còn gì? Còn không niệm câu Phật hiệu thì không về được với Phật. Chắc vậy là như vậy, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cái về với Phật á, cái người mà không được nhất tâm bất lộ, người ta đủ tín nguyện, người ta vẫn về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung 10 niệm là họ chưa được nhất tâm bất lộ nha, nhưng mà họ được 10 niệm họ vẫn vãng sanh. Mà cái người mà có tín nguyện lúc lâm chung họ mới giữ được 10 niệm. Nếu mà cái người bây giờ mà không chịu tha thiết niệm Phật thành phiến, không niệm Phật làm thành cái nghiệp á,
Như sư bà nói hồi nãy là thói quen, phàm ha thánh gì cũng gọi là nằm trong cái nghiệp hết. Nghiệp thánh, nghiệp phàm, nghiệp Bồ Tát, nghiệp Phật cũng nằm trong hành động theo thói quen đó. Mà nếu lúc lâm chung mà không theo tịnh nghiệp được thì nó phải theo thiện nghiệp lên cõi trời, hưởng hết phước cũng đọa lạc. Rồi nó học giả nó theo trung thiện thì nó vào loài người, còn không thì nó vào ác nghiệp, đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu người nào chịu giữ câu Phật hiệu, tuy chưa nhất tâm bất loạn nhưng đủ tín nguyện. Tín nguyện là tin chắc một đời này mình có phần vãng sanh, tin chắc là có Tây Phương Cực Lạc, tin chắc có Đức Phật A Di Đà, tin chắc mình có khả năng mình được về Tây Phương Cực Lạc. Người cõi trời thì chưa tin chắc lắm, là bởi vì sao? Họ hưởng phước nhiều quá, không có thời gian, họ sung sướng, không có thời gian ở tu. Người ở cõi Atula cũng khó, nóng hai mặt trời sân hận suốt. Súc sanh thì chưa tắc gì tin chắc, mà súc sanh là bảo đảm là khó rồi đó. Địa ngục ngạ quỷ nữa thì thôi rồi, khổ đói. Còn con người mình là có cơ may, cơ hội rất lớn. Nếu mà người đó mà giữ được câu Phật hiệu thường xuyên, làm chủ được cái nghiệp, đó là mình niệm câu Phật hiệu không cho những cái nghiệp xấu ác làm chủ. Còn cái nghiệp xấu ác của quá khứ, mình không tạo những cái nghiệp xấu ác mới, mà những nghiệp xấu ác quá khứ còn mình đóng gói để đó. Câu Phật hiệu làm chủ, tuy rằng chưa nhất tâm bất loạn, nhưng mà người này đủ tín nguyện, họ tha thiết một lòng một dạ, họ muốn về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm họ vãng sanh. Cho nên có nhiều người hỏi Ấn Tổ, con giờ chưa niệm nhất tâm bất loạn như vậy, lúc lâm chung con có bảo đảm vãng sanh không? Ngài nói cái chuyện mà chưa nhất tâm bất loạn á, là cái chuyện đó ai cũng sẽ có, bởi vì cõi này ít có người đạt được nhất tâm bất loạn lắm. Nhưng mà nếu ông đủ tín nguyện thì lúc lâm chung ông vẫn được vãng sanh, 10 niệm ông vẫn vãng sanh. Còn bây giờ ông không niệm Phật mà không nguyện vãng sanh thì lúc lâm chung ông niệm 10 niệm cũng không vãng sanh, bởi vì 10 niệm nó không đủ tín nguyện. Nhớ chỗ này à. Như vậy hôm nay mình thực hành theo cái cách Tổ sư Ấn Quang cũng chỉ là niệm Phật theo hơi thở, đúng không ạ? Sư bà cũng có sự thành tựu niệm Phật theo hơi thở. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Làm được không? Dễ như ăn ớt đó mà. Dễ hơn ăn ớt đó mà. Ăn ớt còn cay, hít hà, chứ niệm Phật đâu có hít hà gì đâu. Hả? Thử coi. Thử bây giờ đến khoảng 10 ngày sau là thấy cái tâm nó an định và hơi thở khí lực lạ kỳ. Chúng tôi thử nha, thử bỏ một ngày cái là khác liền. Niệm câu Phật hiệu mà bỏ hơi thở khác liền. Thấy nó không có được thoải mái trong người. Khí lực quan trọng vô cùng. Người mà ngưng thở một cái là chết ngắt liền, chết liền. Nếu mà bám câu Phật hiệu theo hơi thở thì hơi thở nó vô ra đều đặn như vậy. Không có ráng hít cho thiệt sâu, mà nó nhẹ nhàng từ từ. An trụ vô cơ hơi thở là vọng tưởng đỡ dữ lắm. Rồi bắt đầu cái nghiệp nó tiêu từ từ. Chứng tâm muội hồi nào không hay, nhất tâm bất loạn hồi nào không biết. Người này đi về Cực Lạc hồi nào mình không ngờ họ đi về mất tiêu. Nghe sướng nhỉ. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Đơn giản như vậy mà làm Phật. Còn mình làm đủ trò đủ chuyện, thấy ông này bà nọ tỷ phú gì đi nữa, vài bữa giỏi lắm làm người lên cõi trời học đọa lạc. Cho nên Ấn Tổ nói tôi chỉ mong rằng Phật rước tôi về Cực Lạc càng sớm càng tốt là mãn nguyện lắm rồi. Cái câu này hay dữ lắm bà. Có khi nào mình nói không? Làm ăn thất bại, chồng đánh, thôi đánh đi, tôi mong về Cực Lạc là được rồi. Vậy tự nhiên nó an lòng phải không ạ? Nó an lòng, yên ổn. Thôi ông đi theo bà khác đi, tôi về Cực Lạc là được rồi. Bây giờ bỏ mình đi theo bà khác thôi, mình chịu thua cho làm gì được phải không? Cứ bệnh gì thì bệnh đi, tôi phải hoan hỷ, tôi trả, do tôi sát sanh đời trước, bây giờ tôi phải trả nghiệp quả báo bệnh hoạn, Phật rước tôi về Cực Lạc là được rồi. Mãn nguyện lắm rồi. Trời, cái này là an ủi dữ lắm à. An ủi lắm à. Làm cái gì cũng gì cũng không lo ngại, thất bại gì cũng không lo ngại, đến lỗi cái thân này chết cũng không lo ngại. Phật tôi về được cực, Phật đưa tôi về Tây Phương Cực Lạc là mãn nguyện lắm rồi. Cái này hay lắm ấy.
Cái này cái câu của Ngài nói. Bởi vì có nhiều người kêu Ngài về lại quê hương cái tỉnh Thiểm Tây ở bên Trung Quốc á, suốt cuộc đời đi xuất gia 61 năm, 60 năm không có về quê. Ngài nói tôi là người bất hiếu, tội này sám hối không bao giờ hết. Thôi, chấp nhận như vậy để tôi cầu niệm Phật, tôi hồi hướng, tôi mong về Cực Lạc cũng được rồi. Không về quê, Ngài nói thôi giờ thôi khỏi về quê. Ông dạy mã dạy mồ giùm cha mẹ tôi cảm ơn ông, tôi về Cực Lạc rồi tôi độ lại ông thôi, chứ giờ tôi không có làm gì được nữa hết trơn. Cái này hay dữ lắm. Mất mát, bệnh hoạn, bất cứ cái thứ gì nó đến với mình cũng mong rằng về Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Cái gì cũng có thể mất mát, cũng có thể tổn thương, cũng có thể thất bại trở ngại, nhưng về Tây Phương Cực Lạc là không thất bại trở ngại. Chỉ trường hợp mình đổi ý nghiệm mình thôi, đổi ý nguyện mình thôi. Mình không đổi ý nguyện mình mà còn niệm Phật, còn nguyện là chắc chắn cái này là không thất vọng rồi đó. Chắc chắn là không thất vọng, đúng không ạ? Ngồi đây nghe nói thì thích lắm, hoan hỷ muốn về Cực Lạc lắm. Nhưng mà về tới nhà cứ thôi tôi ở lại Ta Bà cho tôi về chi bên đó. Cái năng lượng này bắt đầu nó tiêu từ từ. Cái vọng tưởng bắt đầu nó đánh lừa mình ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nãy cái cô Phương mà của Tắc Bạch ở Hà Nội vô, cô nói mong rằng cuối đời này con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chung với thầy. Đó. Nghĩa là thầy vãng sanh, con cũng vãng sanh. Nghe cái là tự nhiên mình cảm động cái câu đó. Mục tiêu là vãng sanh, cái gì thất bại cũng được hết. Mình nghĩ được như vậy rồi thì không có sợ cái gì cả, đúng không? Sợ mất phần vãng sanh thôi chứ sợ cái gì đây bây giờ. Giờ có một cái, còn 10 phút nữa, có một cái lá thư của Ấn Tổ với lại một cái lá thư của cái anh Đức Minh ở bên Úc, để thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiện đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tinh Hoa Lục, quyển 1. Bế quan chuyên tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì, hằng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A Di Đà, Đại Sám Hối, Mong Sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy, trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hại Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy, hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn, niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Mong Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiềm thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay.
đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc diên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa, dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chày tháng ắt sẽ bị ma dựa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới mười phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dựa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời Sư Minh Tâm. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong Văn Sao Tinh Hoa Lục: chú Đại Bi, nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đoạt mất chí hướng vãng sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy bản thân ông chắc chắn thật sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm lạm thánh bợp chợp lầm lạc khoe khoang rộng tết, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phổ. Kẻ tại gia niệm mong sơn có gì là không được? Đây là nghi thức để kết duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là mong sơn, trung là diệm khẩu, lớn là thủy lục, cùng là một chuyện cả. Thường kết duyên với cô hồn thì được sự tốt lành, người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến. Chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ? Quỷ đông hơn người trăm ngàn lần. Nếu con người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu con người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ tranh nhau quấy phá, cho nên khó thể tốt lành. Nếu con người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ, người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng mong sơn nếu chí thành, dẫu là loài quỷ dữ dằn cũng kính cẩn vâng lời Phật sắp truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy phàm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, hãy chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ được nhờ ơn niệm Phật được sanh vào thiện đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành thì tất cả các quỷ đều trở thành kẻ hộ vệ. Loại quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt, đâu có sợ chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư gửi cư sĩ Trần Huệ Cung. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều, nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại chẳng thể chẳng biết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy, chẳng những chiêu cảm ma sự mà còn chưa chứng, nói là đã chứng. Phải biết rằng tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ
phải oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiện hiện, giống như mài gương chỉ mong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh, hả có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đó gọi là chánh nhân, thuộc về tánh đức, cũng gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân, nhưng nếu chẳng nghe Phật pháp sẽ như đồ bảo trong kho, như viên châu buộc trong chéo áo, do không biết nên phải oan uổng chịu bằng cùng. Đã được nghe Phật pháp, biết Phật là vị Phật đã thành, ta và hết thảy chúng sanh đều là những vị Phật chưa thành. Từ đấy tu giới định huệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác. Đấy gọi là duyên nhân thuộc về tu đức, cũng gọi là thị giác vậy. Công tu đức sâu thì thể của tánh đức hiện lộ, mới biết từ xưa đến nay đã nương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy để làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ huyền vọng. Giống như trong nhà tối đụng phải của báo, đâm ra bị tổn thương, nay đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất, mà Phật tánh mới giác ngộ, hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh, đấy gọi là liễu nhân, chính là tánh và tu dung hợp, thị bổn hợp nhất vậy. Phàm hết thảy những pháp môn đại tiểu quyền thật do Đức Phật giả nói, không môn nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đích thân chứng được điều này. Mà thôi, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, Duyên Khởi Nguyên Mộ Tu Bổ, Tháp Báo Ân Chùa Báo Ân Tô Châu. Niệm Phật chẳng phân thánh phàm, thánh chỉ tam thừa tức thanh văn duyên giác Bồ Tát, phàm chỉ lục đạo tức thiên nhân A-tu-la, súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Nhưng do cõi trời sung sướng nên kẻ chẳng thể niệm rất nhiều, vì tam đồ khổ sở nên kẻ chẳng thể niệm càng nhiều. Tu-la do sân hận nên cũng chẳng thể niệm, chỉ có loài người dễ niệm nhất. Nhưng kẻ phú quý liền bị phú quý mê hoặc, kẻ thông minh bị thông minh gây lầm lẫn, kẻ ngu si bị ngu si làm mê muội. Chúng sanh đông nhung nhúc mà có mấy ai niệm Phật đã biết nghĩa này. Hãy nên dũng mãnh tu trì, đừng để đến nỗi muốn niệm mà chẳng thể niệm được, sẽ chẳng phụ rẫy cuộc sống và dịp gặp gỡ này. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Khi đứa con gái của ông Trương Chiết Tiên ở Vân Nam đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhạn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh ở chùa Văn Thê trong núi Hoa Đình. Đã được 3 năm rồi, cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vương cổ ngắm Phật. Tháng tư năm nay con trống chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngỗng mái bỏ ăn mấy ngày, nó đến nhìn Phật. Thầy Duy Na khai thị dạy nó cầu vãng sanh, đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái rồi chết ngay.
Do vậy ông trước tiên bèn viết bài ký về sự vãng sanh của cặp ngọc trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ưng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Cổ nhân nói sanh tử cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư, trộm nghĩ buồn xuân thì rốt cuộc có ích chi đâu. Càng biết rằng sanh tử là đại sự, tín nguyện niệm Phật là đại pháp, đã biết chết đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết, thì chẳng những chết không đáng buồn mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? Do tịnh nghiệp chín mùi, nương theo Phật từ lực, lập tức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, tu tập dần dần mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 4, lời bạc cho sách Sức Chung Tăng Lương. Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo là những lá thư của chú Đức Minh ở bên Úc có gửi cung kính dâng lên cho sư phụ qua email, và hôm nay con sẽ được phép đọc để mà kính mong chư tôn đức và toàn thể đại chúng chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy có khỏe không? Con mới vừa coi email, con thấy email của thầy, con vui quá. Trong lòng của con cảm thấy sung sướng vui mừng vì được thầy quan tâm. Thầy thật là một vị Bồ Tát từ bi thương chúng sanh. Từ hôm bữa đến bây giờ, trong tâm con an lạc lắm thầy ơi. Vì con nghe lời thầy chỉ dạy cho con vừa nhớ đến bạn gái của con, là con lập tức nhớ lời thầy dạy con liền, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là tâm con nó an trở lại à thầy. Từ hôm bữa tới giờ, không phải chỉ có con mới an lạc, mà mẹ của con cũng an lạc, lây theo con nữa thầy. Con nghe lời thầy dạy, thầy khuyên con nên ăn chay, nên mấy ngày trước khi con lại Quán Thế Âm Bồ Tát, con có nhìn Ngài, con nói con xin Bồ Tát gia hộ cho con học được cách nấu đồ ăn chay để con làm. Vì ăn chay cả cuộc đời nên con cần phải học để nấu. Con nói với Bồ Tát rằng, thầy giác ngàn rất từ bi, thầy cứu khổ cho con, thầy khuyên con ăn chay. Con nhớ ơn của thầy và lòng từ bi của thầy, nên trước tượng của Bồ Tát, con xin phát nguyện. Đầu tiên một tuần con xin ăn chay 4 ngày, con tập cho vững vàng rồi hai mẹ con coi cách nấu ăn trên mạng. Con tập nấu thêm nhiều món nữa là con sẽ ăn chay luôn. Con nói thật lòng, con không có nói vọng ngữ với thầy đâu. Lòng từ bi của thầy đã cảm con ăn chay, tinh tấn niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng chú Đại Bi. Con nghe lời thầy, sáng con thức dậy sớm, con tụng chú Đại Bi 21 biến. Và con có rót một ly nước, con để trên bàn Phật. Sau khi con tụng xong là con uống. Thầy nói con phải tưởng đó là nước cam lồ của Phật Bồ Tát. Con tụng đúng 1 tiếng là 21 biến. Rồi sau đó con lạy Phật 1 tiếng, xong con mới chuẩn bị đồ con đi làm. Chiều tối làm xong về nhà, con tiếp tục lạy Quán Thế Âm từ 45 phút cho đến 1 tiếng. Xong con mở mấy bài pháp của thầy lên, con nghe đi nghe lại. Hai mẹ con của con thích nghe thầy giảng lắm. Ngày nào hai mẹ con cũng ở pháp hội của thầy, và mẹ con mỗi lần nghe thầy giảng, mẹ con hoan hỷ lắm. Mẹ nói thầy giảng vui và thực tế,
Thầy nói đúng với thực tế mọi người đang gặp phải cảnh khổ ở ngoài đời. Như chuyện thầy có kể hai chị em của cô nào đó đi làm ở bên Hồng Kông, có cô bị bạn trai lừa gạt và lấy hết tiền đó, rồi cô ta xém tự tử. Sau đó nhờ nghe băng của thầy giảng nên bây giờ cô ta được an ổn. Mỗi lần ở trong xưởng làm, cô ta lén mở điện thoại ra để nghe thầy giảng đó. Còn bây giờ cũng như vậy đó thầy. Thầy biết không, bây giờ thầy là cuộc sống của nhiều gia đình đó thầy. Vì bây giờ con và rất nhiều chư vị đồng tu mỗi ngày đều ở trên pháp hội của thầy đó. Mẹ con thấy con ăn chay nên mẹ con cũng tập ăn chay theo con luôn. Con thấy bây giờ thầy tướng hảo đẹp ra à nha. Da mặt của thầy căng thẳng hồng hào hơn trước nhiều. Mẹ con cũng nói như vậy đó. Vừa qua lòng từ bi của thầy đối với chúng sanh như con gặp nạn, thầy cũng không bỏ qua một chúng sanh nào hết. Hết lòng quan tâm và cứu khổ, con thật cảm ơn thầy nhiều lắm. Mỗi ngày bây giờ từ cách lạy Phật và hít thở, con cũng làm theo cách của thầy. Con lạy một tiếng không có mệt gì hết. Còn lúc trước con lạy một tiếng vọng tưởng tùm lum con mệt quá. Thân tâm của Đức Minh bây giờ an lạc lắm sư phụ ơi. Ở trong chỗ làm của con, họ ngạc nhiên khi thấy con bây giờ bị bạn gái bỏ lại còn vui hơn lúc trước nữa. Lúc mà bạn gái con nó mới bỏ con, lúc đó con buồn lắm. Mấy bạn ở chỗ con làm, nó nhìn mặt con, nó hỏi con, bộ ở nhà có ai chết hả? Hay là con bị cháy nhà? Hay chuyện gì mà mặt buồn dữ vậy? Còn từ lúc mà được thầy dạy, con phải lấy bạn gái con từ trong tâm ra, đặt Quán Thế Âm Bồ Tát vô trong tâm là con sẽ ổn. Rồi kể từ đó qua ngày sau, con nhớ lời thầy dạy, rồi con áp dụng, con lấy lại phong độ cho tới giờ luôn đó thầy. Hôm nay con nói nhiều quá, con xin cảm ơn thầy. Con sẽ y giáo nghe lời làm theo những gì thầy đã dạy con. Thầy ráng giữ gìn sức khỏe nhé. A-di-đà Phật, Đức Minh cảm ơn thầy. Giờ Đức Minh đi lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Lá thư số 2. Mẹ vừa nói với con hồi sáng, mẹ coi trực tiếp thầy giảng online hay quá thầy ơi. Mẹ con nghe xong cảm thấy an lạc quá. Và mẹ con cũng thích bài pháp mà thầy giảng, nợ đời trả bao giờ cho hết. Mẹ con nói hay quá thầy ơi. Mẹ nói cũng tội nghiệp thầy, thầy gặp nhiều sóng gió quá, nhưng thầy đã vượt qua hết. Mẹ con bây giờ bỏ phim, không coi phim nữa mà nghe thầy giảng. Mẹ con nói nghe thầy giảng tâm mẹ con được an lạc, vui vẻ. Còn coi phim cho nó qua thời gian cho đỡ buồn, nhưng coi xong rồi hết phim thì mẹ con nói phiền não vẫn tiếp tục đó thầy. Chúng con cảm ơn thầy nhiều. A-di-đà Phật. Lá thư số 3. Dạ, dạo này con và mẹ con tu tập được an lạc lắm thầy. Có thỉnh thoảng tâm con nó cũng tán loạn và nhớ chuyện cũ đã qua, con liền lập tức nhớ lời thầy dạy con liền lập tức niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và con mở thầy lên con xem. Thầy giảng vui và thực tế quá. Mỗi sáng con chạy xe khi con đi làm, trước khi vào làm là con nghe pháp của thầy giảng, giống như là con uống thuốc an thần trước khi con bắt tay vào công việc. Còn khi về đến nhà thì mẹ con lúc nào cũng mở thầy lên nghe, giống như nhà con được phủ sóng với mấy bài pháp của thầy, nên cảm thấy vui chứ không có buồn đó thầy, và cảm giác như an toàn nữa. Mẹ con nghe thầy giảng, mẹ con cười hoài, cho mẹ con gửi lời thăm thầy. Thầy rất là bận rộn mà thầy còn hỏi thăm hai mẹ con của con nữa. Con và mẹ cảm ơn thầy nhiều lắm.
Từ ngày thầy khuyên con ăn chay nên từ bữa tới giờ con ăn chay 5 ngày một tuần và con ráng tập nấu đồ chay. Thầy khuyên mọi người và con ăn chay là đúng rồi, vì mỗi lần con cầm con dao, con xắt rau củ quả, con có cảm nghĩ nếu mà con dao này mà nó cứa mình là đau lắm sao chịu nổi. Bởi vậy mấy con vật nó bị giết chết, nó đau đến giường nào. Hai mẹ con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy rất là từ bi. Xem video của thầy, con thấy thầy hết lòng muốn mọi người đoạn án tu thiện và tu tập giải thoát. Trong lòng hai mẹ con của con nghĩ thầy là Bồ Tát đang cứu độ chúng sanh. Ngày mai con và mẹ sẽ đón nghe thầy giảng tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị nghe mấy lá thư có hay không ạ? Hiện giờ chú Đức Minh với mẹ của chú đang ở bên Melbourne, bên Úc á, đang xem trực tiếp bên đó. Dân nhàn có đến 9 tí rồi cứ khen dân nhàn Bồ Tát, thực sự hổ thẹn vô cùng. Mình phàm phu quá cỡ, nghiệp chướng sâu dày, cho nên hình ra niệm Phật mãi đến bây giờ chưa giảng sanh cực lạc được. Thành ra khuyên chú về sau đừng có nói thầy Bồ Tát nữa, tội nghiệp thầy. Chú này ổng gặp cái nạn hôm trước chúng tôi kể quý vị là bị bồ bỏ mà. Ông khổ quá, ông thương con nhỏ này. Ông bỏ một cái rồi cái mặt của ổng giống như nhà có người chết vậy. Giống như bị cháy nhà té giếng. Ông buồn cũng khổ. 2 tháng trời ở trong cái cảnh đó giống như địa ngục. Khi mà ông phát tâm, ông cúng dường, ông tình cờ ông gọi về tha thiết, ông cầu Quan Âm để gặp được. Rồi thỉnh thoảng chúng tôi cứ gửi vài chữ qua thăm rồi vậy thôi, tu hành sao. Rồi ông kêu bữa nay rất là an ổn. Ông lấy được cái cô người yêu cũ, ông bỏ ra rồi, giờ ông bỏ Bồ Tát mới vô trong. Ông ngộ được cái câu này, kêu nếu mà chú lấy được cô đó ra, chú bỏ Bồ Tát vô, Quan Âm vô, thì chú có khổ với Bồ Tát không? Ông kêu không, kêu vậy làm đi. Ông kêu dạ, giờ ông làm được. Cái này là dễ hiểu lắm, nhưng mà điều mình không có lấy ra được, không có thay đổi vị trí được, hiểu không? Nếu mà lỡ mà đến khi mà đụng chuyện rồi mà mình không có công phu thì lấy hơi gây á, hơi cực dữ á. Ông kêu có lúc trước mà ông đi ngang qua, cũng sáng thường đi ngang qua nhà cô người yêu 2 năm chưa cưới á, rồi chở cổ đi, bữa nay đi ngang qua không có chở, đi xe không, trời nó buồn thúi ruột luôn. Bữa nay kêu thôi chở Bồ Tát Quan Âm đi cho nó khỏe cho, rồi chở nhỏ này mệt quá. Cô này có kêu trời ơi, bạn bè đồ cũng phải có con, có đồ đám cưới đồ chứ, ông cứ về nhà ông biết, ông lễ Phật biết rồi, thôi để tôi theo ông khác cho rồi, ông đi đâu ông đi đi. Trời, ông khổ gì, ông quỳ lị, ông nói kiểu gì nó cũng không quay trở lại hết trơn. Kêu ông thanh niên mà ông bi lị quá mà, ông không có cái hào khí của thanh niên mà. Ông kêu đúng thiệt, sao mà con bi lị quá, thôi giờ con niệm Quan Âm cho nó hết bi lị. Giờ tu hành tinh tấn ngoan. Ông nói một câu, ông kêu chúng sanh khổ về cái chuyện này nhiều lắm. Hỏi cái chuyện gì, kêu chuyện thất tình á. Cái chuyện mà bồ bỏ đồ đây nó khổ dữ lắm, người yêu đồ nó khổ lắm, thầy cứu cái thầy giúp giùm cái thầy. Từ từ thầy giảng sanh, thầy cứu dùm. Thương yêu xa lìa khổ, hiện tại không xa lìa, đang còn chăn ấm nệm êm, ăn ngon ở yên, nhưng thọ mạng hết rồi phải xa lìa, đúng không? Chuyện này cũng phải xa lìa thôi. Không xa lìa trong cái chuyện ẩu đả ly dị thì cũng xa lìa thọ mạng hết thôi. Phải chuẩn bị tư lương hành trang cho để không lúc đó bất đắc dĩ phải đi thì nguy lắm. Giờ sẵn sàng hết rồi, muốn đi lúc nào là đi, hoặc giả là Phật kêu lúc nào là mình đi lúc đó, thọ mạng hết là mình đi, sẵn sàng hết trơn rồi, thì có gì đâu mà lo ngại nữa đâu. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói một câu là lỡ mà có vợ mất hoặc người yêu mất, giảng sanh là được rồi, đúng không? Cái này quan trọng. Chú này coi như là bây giờ ông kêu ông sống là một con người mới hoàn toàn.
khác hẳn, cũng là một con người mang sắc thân như vậy, hình dáng này mà tâm thay đổi là con người đã thay đổi hoàn toàn luôn. Muốn tâm mình thay đổi chỉ là thay đổi nhân vật trong tâm, thay đổi hoàn cảnh trong tâm. Hoàn cảnh này nó bị sụp đổ thì mình nói là chuẩn bị về hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cha mẹ, vợ con, anh em bị chết, lấy nhân vật đó để trong lòng, hoặc là nó chia lìa, lấy nhân vật đó để trong lòng, bây giờ mình thay thế nhân vật Bồ Tát Phật trong tâm, an toàn. Tiền bạc mất, thế câu A Di Đà Phật trong tâm, đây là vô lượng công đức, an bình ngay. Đúng không quý vị? Không biết thay đổi vị trí, không thế thì chịu chết. Ôm cái đó trong đó mà để mà sầu bi khổ não, rầu rĩ râu ri ra rậm rạp thì thôi, tự mình giết mình thôi. Không có câu Phật hiệu, không nghĩ vãng sanh, đố mà quý vị thay đổi nổi. Chỉ có cách trở về chân tâm mà mình không có khả năng đâu. Quên cái chân tâm vô lượng đời kiếp đến bây giờ làm sao mà lần mà tìm ra được. Chỉ mấy người mà họ tu lắp nháp rồi họ nói họ trở về chân tâm sống, họ là Phật cần gì niệm Phật, họ là Phật cần gì lệ Phật, tâm họ là thanh tịnh rồi cần gì ăn chay, họ làm tế điên, họ nghinh nghinh ngang ngang, đó là phàm phu tự xưng rồi đọa lạc, không làm gì được hết. Đừng có làm như vậy. Biết mình thân phận phàm, phải giữ thân phận phàm, tu cung kính cho nó tốt. Cái vấn đề thứ hai đó là cái lá thư kế tiếp là Ấn Tổ răng nhắc cái vấn đề mà con người tu mà hay mong cầu cảnh giới hay chứng thần thông thì cái này là nguy hại vô cùng. Và ngài nói về cái việc trì chú đại bi đó, thì hôm nay Giáng Nhàn có cái cuốn sách trì chú đại bi của Hòa Thượng Tiên Hóa. Giáng Nhàn có in ra mấy ngàn cuốn, hôm nay tặng cho quý vị, về quý vị coi coi nó làm cho mình thích thú để trì chú. Như chú Đức Minh một ngày ông trì 21 biến đại bi rất là tốt, cho nên nay tặng cho quý vị một cuốn trì chú đại bi. Ấn Tổ một ngày ít nhất là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến. Cho nên chúng tôi làm lại cái thời công phu buổi tối đó là 6:30 đến 8:30, 2 tiếng thôi. Chú đại bi để phần đầu, chứ lễ Phật xong rồi trì đại bi nó hơi mệt. Và buổi sáng thì vẫn 2:30, từ 4:00 đến 6:30 vẫn trì đại bi. Sáng là 14 biến, tối là 7 biến, là 21 biến, là giữ đều 3 năm là kết quả dữ lắm. Đó là tặng quý vị cuốn chú đại bi ha. Có cái tấm liễn kệ tu trì của Ấn Tổ á, hôm nay cô đã cô in ra 5.000 tấm, 2.000 gì đã tặng quý vị về treo ha. Cái bài kệ tu trì này chúng tôi quý, chúng tôi có khắc một miếng đá và lấy vàng 24 gara 4 số 9 á, chúng tôi giác để nằm ở trong đó thiên thu. Chúng tôi quý kính cái bài kệ tu trì này. Nếu mà ai áp dụng đúng cái bài kệ tu trì này là tu không lạc đường, mà một đời này là thành tựu chắc chắn, bảo đảm. Và hồi nãy chúng tôi có giới thiệu cái cuốn Suối Nguồn Tươi Trẻ. Hồi trước chúng tôi lễ Phật thấy nó cũng đạt được cái khí lực mà chỉ được khoảng 70%. Nhiều lúc hàng ngày mình không có theo dõi hơi thở, nó không đủ. Thì ở dưới tỉnh thất có thầy Bảo, hôm nay có ở đây nè, ở dưới khu chuyên tu là thầy, một năm nay thầy tập rồi. Mình nghĩ ổ sao cái ông này ông sáu mấy tuổi mà ông khỏe vậy, suốt ngày ở ngoài vườn rau. Tối đại chúng, tu với đại chúng 9 giờ xong ông vô ông lễ Phật hơn 10 giờ, mới 1-2 giờ ông thức dậy xong ông khỏe dữ vậy ta. Cuối cùng ông tập cái Suối Nguồn Tươi Trẻ này 15 động tác một thế mà 5 thế như vậy. Ông tập như vậy một năm nay, khỏe quá chừng, cũng khỏe. Khí lực cũng dồi dào, cũng sung mãn. Ở trong này nói cái người nào mà tập Suối Nguồn Tươi Trẻ này gọi là 5 cái thức của Di Lặc Ma, đẩy lùi những tật bệnh mà mỗi ngày mình thấy mình rất là sung mãn. Và tâm tư của mình rất là sảng khoái. Ở trong này có mấy cái ông này, ông nói kết quả, ông tập nè. Thứ nhất là trông trẻ hơn, ông trẻ 25 tuổi, ông 75 tuổi mà người ta nhìn ông còn có 50 à. Rồi ông này là tóc mọc trở lại, lúc trước ông bị bệnh tóc rụng hết trơn rồi, mọc trở lại luôn. Rồi sinh lực dồi dào, sinh lực tức là cái khí lực của ông, con người có quan trọng là tinh khí thần. Tinh lực tức là mình bảo vệ cái tinh lực của mình không cho thất thoát qua cái việc mà mình quan hệ ăn nằm với vợ chồng. Người vợ nếu mà chồng hôm nay không đi là phải giữ cho chồng, giữ thiệt lâu càng tốt. Mất cái tinh lực này là con người từ từ họ sẽ ngu đần, bởi vì cái thanh tinh lực này nó nuôi cái bộ óc, cái bộ não để nó đủ dinh dưỡng. Thứ hai nữa, con người này sẽ bị bệnh hoạn rất nhiều, chết trực tiếp 4 phần, chết gián tiếp sanh ra bệnh 4 phần.
và thọ mạng họ sẽ ngắn rất nhanh. Cho nên thành ra người vợ phải giữ, dầu cho có con xong rồi phải giữ, giữ cho họ, chứ không cái tinh lực này, ba cái quý nhất gọi là tam bảo, ba cái báu trong con người mình là tinh khí thần. Mà cái phương pháp tập này có các vị lạc ma nha, không phải có ai đâu à. Các vị lạc ma Tây Tạng, ông ngồi ở ngoài tuyết, ngoài lạnh mà ông vẫn giữ được hơi ấm trong người là ông dùng tập cái cách này. Rồi sinh lực dồi dào, đúng, sinh lực dồi dào. Trí nhớ tốt hơn, ông này trí nhớ coi như là ông lụng bại luôn à. Không có nhớ gì nữa hết trơn, đụng đâu quên đó, mà ông tập mới có nhiêu 3 tháng trí nhớ ông hồi phục 50%. Dễ sợ. Rồi tăng cường sự dẻo dai bền bỉ. Rồi thân thể gọn gàng. Ai mà mập tập cái này nó ốm. Ai mà ốm tập nó mập ra. Không ốm mình tập mình ốm mình tập cái tự nhiên mình đói mình ăn ngon á, mà tập cái này là ngủ ngon. Hồi trước thực sự quý vị là chúng tôi cũng ngủ, nhưng mà một đêm thức dậy một lần là ít, có khi hai lần. Rồi đại khái giấc ngủ không có sâu. Mới 2 tuần lễ hôm nay là nằm xuống 5 phút là chìm vô cái ngủ, 2:30 thức dậy hoặc 2 giờ ngủ rất là ngon. Ai mà bị chứng mất ngủ đau đầu là thôi, hết ý luôn, tập cái này bảo đảm luôn. Chữa bị viêm khớp luôn. Viêm khớp là cái chú sinh gì đó, ông đau khớp ông chữa hết. Chữa trị các chứng viêm xoang luôn. Hồi trước chúng tôi cũng viêm xoang nhẹ, bữa nay nó cũng êm à. Chữa trị đau nhức. Rồi chữa trị các chứng bệnh về tiêu hóa nữa. Ăn không tiêu, bao tử, ruột gan rồi, cái này nó trị hay. Và chúng tôi có viết thêm về là cái tập 5 động tác này là trị được tổn khí. Vì cái cách này, cái vận động cơ thể rất là nhẹ, nhưng mà chủ yếu là hít sâu vô để nén cái không khí ở trong người mình, rồi thở hết ra. Nhưng mà chúng tôi có nói trong này là bước đầu quý vị tập là quý vị một tuần đầu là ê ẩm, nó căng cơ, thấy khỏe đâu không thấy, thấy nó ê ẩm, đi hết nổi, có người đi không nổi luôn, ngán rồi bỏ. Có người như chúng tôi tập sao thấy nó khỏe quá, cái quất luôn 12 đến 21 luôn, chóng mặt chóng mày, càng tập càng mệt, quá liều. Đúng ra trong này chỉ có 5 động tác buổi sáng là được. Cho nên bây giờ chúng tôi thấy một số các thầy nhiều lắm, chỉ đạt ma giật chân kinh vân vân mọi thứ, thì chúng tôi thấy cái cách này là nó tạo ra cái nguồn dưỡng khí mình làm mạnh nhất. Bởi vì nó bắt mình hít vô nén giữ lại 15 giây. Rồi khi mình đưa lên lời mình tập 5 động tác thì mình nhớ những cái ngón tay mình giữ để mình biết cái số thứ tự. Còn mình khi mình đưa lên là mình hít lên mình giữ rồi mình đếm 15 giây là 15 lần rồi mình xuống lại. Thì hôm nay cái cuốn sách này chúng tôi cảm giác thấy nó giúp cho mình được cái khí lực. Khi những người như chúng tôi nếu mà không tập cái này giảng không bao lâu nữa là nó lên giảng không nổi nữa, là cái khí lực không đủ. Người làm MC, người dạy học, người giao tiếp hàng ngày nói nhiều là bị tổn khí dữ lắm. Sự thật là vậy. Nên hôm nay tặng cái cuốn sách này nó quý. Quý vị cứ nghĩ xuống nguồn tươi trẻ đơn giản ngang, mà tập rồi mới thấy nó hiệu lực. Thì hôm nay chúng tôi mua như vậy là 40 cái tấm, 400 cái tấm để mà mấy thầy ở đây tập, là bởi vì 5 tấm ghép lại, 4 tấm ghép lại đó. Thì quý vị về mua cái tấm nệm nào tương đối nó êm, cái này nó có bán. Hình như có 100 mấy chục ngàn tấm, nếu mà cho bao nhiêu đây chắc cũng mấy chục triệu, không có tiền đâu. Mua cho mấy thầy mấy chú được rồi ha. Về tập. Cái người mà thầy Nhật Tánh hôm nay, hôm trước thầy đọc văn sao, thầy coi sách nhiều, sau lưng thầy cứ nhói vẫn còn sau bả vai. Thầy tập mà thầy lễ Phật mà vẫn chưa hết, thầy tập mới có tuần lễ kia hiệu quả hết rồi. Cái này hay. Nên mấy thầy mấy chú cố gắng. Hôm nay là về cái cuốn sách và về cái miếng tập luôn rồi đó, gửi cho mấy thầy mấy chú ở đó. Còn riêng mấy Phật tử chỉ tặng cuốn sách rồi về mình mua cái miếng tập. Mình nên tập cái động tác này nha. Nó tốt dữ lắm. Thưa quý vị là 11:25, gần 2 tiếng rưỡi rồi. Hồi nãy giờ quý vị ngồi có mệt đúng không ạ? Giỏi thiệt chứ, ngồi đây được 2 tiếng rưỡi là quý vị giỏi lắm. Hả? Có cái cô ở Hà Nội, mẹ con cổ với một đứa con trai vô trong này tu hành. Đứa này nhìn cái tướng nó cũng hơi bợm bã, mà vô đây bữa nay nó tu nó cũng hiền hiền. Đứa con gái vô nó thăm được trước, có cô Loan được này, có cô Phương, hai đứa con vô thăm bà mẹ mà. Bà cụ này cũng có phước báu, nhìn cái tướng bà hảo tướng, bà sanh đứa con ra cũng đẹp. Thầy hồi trước á, mẹ thầy bà chưa đi tu bà xấu, bà sanh thầy cũng xấu quá. Rồi bà,
Rồi bà cụ bà đi tu rồi về sau bà đẹp quá chừng, hôm nay thầy cũng đỡ con chút, cũng chưa đẹp. Không mà chúng tôi có cái cảm giác tập xuống nguồn tươi trẻ này, cái 5 cái động tác này, đợt này chúng tôi giảng thấy cái sức giảng và cái lực và cái hơi thở nó khác hơn lúc trước. Khoảng 1/7, 1/10, lúc trước khoảng 7 phần thôi, hôm nay đợt này được 10. Nếu mà cái này cứ kiên trì kéo dài về sau thì cái khí lực để giảng cũng như là cái tâm lực cũng như là cái dưỡng sinh của mình á thì nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì chúng tôi quý cái cách này là chúng tôi và thầy Nhật Tánh lúc trước và bây giờ cái khí lực trong người, cái không khí mình á nó cũng yếu. Bởi vì hàng ngày chúng tôi cũng hay nói chuyện, buổi sáng ăn cơm nói chuyện với nó nhiều. Bữa nay đổi lại là 24/6 buổi trưa thôi, còn thứ bảy chúng tôi mới nói chuyện bớt lại. Có người mà nói nhiều như vậy nè, gọi là khẩu khai thần ký tán. Khổng Tử ngài nói là người nhìn nhiều và nghe nhiều, nghe nhiều và nhìn nhiều á, không nghe lại tự tánh nghe, không nghe lại câu Phật hiệu, không nhìn, còn như là những cái gì thanh tịnh mà mình cứ lo những chuyện bên ngoài, đi dạo nhiều quá, cái xem cảnh này cảnh nọ nhiều là tâm người này bị tán loạn, thần bị tán, người nói nhiều khí bị tán. Thâu lại bằng cách là gì? Lễ Phật, đi bộ hít thở niệm Phật, tập dưỡng sinh này. Sách này quý lắm ạ. Có tiền đôi khi mua không có nha hai. Nhiều lúc quý vị coi trên mạng tự phát lên, quý vị tập xìu xìu lắm. Cô Loan, cô Phương này, cô nói chứ con cũng coi mà con tập xìu xìu ẩn ẩn. Hôm nay nghe thầy nói là con về con phải quyết tâm. Cái người mà động viên quan trọng lắm. Một tuần hoặc hai tuần đến đây nghe động viên niệm Phật khác cho coi. Còn không có đi rong rêu bên ngoài nghe người ta nói chuyện làm ăn, cái thời gian niệm Phật nó hết, không có còn cái khí thế gì niệm Phật đâu. Chúng tôi mà không có coi văn sao niệm Phật cũng không nổi, không lên giảng quý vị nghe được như vậy đâu. Bọn phàm phu của mình đây mà không có người khích lệ không làm được đâu. Chỉ có Bồ Tát như là Ấm Tổ, ngài coi tịnh độ cái là ngài vô tam muội liền, mình không bị được. Cho nên cái vấn đề mà tập này là phải về chịu khó tập nha. Mà đừng có nôn. Sáng 5 lần thôi, một tuần sau rồi chiều 3 lần nữa là được. Rồi một tuần sau nữa là 7 lần, tuần sau nữa là 9 lần, cái hai một tuần lên 2 lần, một tuần lên 2 lần vậy đó. Từ từ tập. Bước đầu nó nhức, nó mỏi gì đó, vài bữa nó hết, chứ đừng có sợ nhức mỏi rồi mình bỏ. Nó căng cái cơ khi mình đưa cái chân lên á. Nhưng mà nó rất tốt về cái khí lực, quý vị để ý, ngủ nó ngon lắm. Tập một tuần rồi sẽ ngủ biết. Ngủ rất sâu mà rất ngon. Bây giờ chúng tôi cũng đâu có ra tập cho quý vị coi liền nhớ hết đâu, về coi cuốn sách cho kỹ ha. Dạ, thôi giờ thời gian hết rồi, quý vị đứng dậy để hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Cuộc đời của Đại sứ Ứng Quang. Đại sứ tự thuật. Mùa đông năm Dân Quốc 28, 1939, người ngoại quốc họ Ít đến Linh Nham ý kiến đại sư, có lời thứ hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lược thuật cuộc đời và hạnh nguyện như sau. Cuộc đời: xuất gia năm Quán Tự thứ 7, 1881, thọ giới năm Quán Tự thứ 8, 1882, năm Quán Tự 12, 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh, năm Quán Tự 17, 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh, năm Quán Tự 19, 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Cổ thuộc phố Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc 17, 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phú Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18, 1929, tính rời đi, nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19, 1930, đến bế quan tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu.
tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó. Suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xã, ngay cả đến Hội Phật giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. Những sự việc xảy ra gần đây, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Việc làm mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng chọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền người lành trong thế gian, ngõ hầu cây vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Đại sư Ứng Quang thì tịch biết trước lúc mất. Sư thì tịch biết trước lúc mất. Mùa xuân năm Dân Quốc 29, 1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Dương Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng bảo đảm được tối. Lại nói, quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông, nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28, liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến văn phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ chủ trì Linh Nham không thể bỏ trốn lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày mùng 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày mùng 4, vẫn nói trễ rồi. Sau đấy cho ngày mùng 1, sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mùng 3, sư dùng được một chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt: pháp môn Tịnh Độ chọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chí khác, chỉ cốt sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 ngày mùng 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật thấy Phật, quyết định sanh Tây. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15, bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương Tịnh Độ, đừng học thối kẻ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng,
sư An Tường về tay. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử dự chân, thật sự giữ chức chủ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thật là bản lãnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nặng, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo An Tường như nhập thiền định. Xét ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm sen vạn sanh quyết chẳng thể là trung hạ được. Sư sanh vào giờ thìn ngày 12 tháng chạp năm Hàm Phong 11 1861, tức năm Tân Dậu. Tịch vào giờ Mão ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Lĩnh nhâm nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thị hiện khu mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên, có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng được. Do vậy, cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nối lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào, bọn phàm phu sắc đất chúng ta đều chẳng có tha tâm đậu nhãn, không dám bình luận sang bày. Chỉ độc bộ văn sao của sư mới lượt được ứng hành, và bộ tục biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông, cũng như hành chân thật đề xướng niệm Phật, phát huy những chỗ nhiệm màu trong lễ đạo, tự hành dạy người chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thường nguyện tái lai, không còn ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn chân đạt được theo hầu sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay lược thuộc đại khái hành nghiệp của sư ghi thành bài ký. Mùng 8 tháng chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29 1940, chân đạt, Diệu Chân, Liễu Nhiên, Đức Sâm, vân vân, đảnh lễ kính thuật. Quý vị thân mến, trong con mắt của người nhà Phật, luật nhân quả là thứ tồn tại xuyên suốt. Nếu một ai đó trở thành phúc nhân, một gia đình nào đó muốn trở nên hưng thịnh phồn vinh, thì việc họ nhất định phải làm đó là gieo nhân tốt. Có như thế thì họ mới có thể thu về quả ngọt. Phúc nhân cư phúc địa, gia đình của những người có phúc, có tâm thiện lành là những người không ngừng thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp hơn. Nhờ thế mà gia đình cũng trở nên an yên, hạnh phúc và hưng thịnh hơn. Nhưng mà ngược lại, có những gia đình vì có những người tâm không sáng, gieo nhân xấu dẫn đến những quả đắng về sau, gia đạo ngày càng lụt bại. Và sau đây là ba nhân xấu gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hưng thịnh của một gia đình. Nếu không muốn gia đình lụi bại thì hãy tránh xa, quý vị nhé. Lời Phật dạy, để gia đình không lụi bại, hãy tránh xa ba điều này. Một, gia phong bại hoại, họa hoạn không xa. Bất luận ở thời đại nào, gia phong cũng đều là cái gốc quyết định sự hưng vong của một tế bào trong xã hội. Người xưa nói hậu đức dưỡng gia, đức dày là nền tảng để phát triển cả một gia đình. Đối với một gia đình mà nói, gia phong tốt đẹp chính là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự hưng thịnh bền vững muôn đời. Một gia đình ưu tú, một cặp cha mẹ ưu tú không phải vì họ để lại cho con cái bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe cộ, mà là vì họ thông qua giáo dục và truyền đạt, từ đó để lại cho con cái bao nhiêu cái trí tuệ và nhân sinh. Cổ ngữ có câu, thời nhỏ ăn trộm cây kim, lớn lên thì ăn trộm vàng. Một cặp vợ chồng nọ có một đứa con rất thông minh lanh lợi. Có một lần đứa trẻ đó ăn trộm của nhà hàng xóm một cây kim.
Về nhà người mẹ không những chẳng răn đe mà còn khen con. Dần dần đứa bé bắt đầu nghĩ ăn trộm những đồ đạc khác của người hàng xóm. Người mẹ biết nhưng không ngăn cấm. Về sau đứa đó lớn lên trở thành một kẻ trộm chuyên nghiệp, ăn trộm không biết bao nhiêu là châu bò vàng bạc, và cuối cùng cũng bị quan phủ bắt. Vì ăn trộm quá nhiều nên bị khép cái tội chết. Trước ngày xử tử, tên trộm đó cầu khẩn đa phủ: "Tôi muốn được một lần uống sữa mẹ." Vừa lúc đó người mẹ đến tiễn biệt con nên lời khẩn cầu của tên trộm được chấp nhận. Thật không ngờ, hắn cắn lìa cái đầu vú mẹ và nói: "Ngày con còn nhỏ, con đi ăn trộm mẹ đã không ngăn cản. Bây giờ bị chặt đầu, tất cả là do mẹ gây ra. Bây giờ con vô cùng oán hận mẹ." Từng lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của người làm cha làm mẹ đều thể hiện rõ cái cách giáo dục trong gia đình, gia phong của gia đình ấy. Gia phong tốt đẹp, nghèo đến đâu rồi cũng sẽ có ngày khá giả. Gia phong bại hoại thì giàu có đến đâu thì cũng có ngày trắng tay. Vậy nên, phong thủy tốt nhất của một gia đình đó là gia phong tốt đẹp. 2. Gia đình bất hòa ắt có tai họa. Gia đình là nơi nương thân quan trọng nhất của con người. 70% cảm xúc hỉ nộ ái ố trong đời đều có liên quan đến gia đình. Một gia đình ngày ngày chỉ có tiếng cãi vã giống như là một cái động băng, về đến cửa là đã cảm thấy lạnh đến rùng mình. Một gia đình sống cùng nhau có những lúc không tránh khỏi cái sự xô xát, có va chạm, nhưng cũng cần phải có sự bao dung yêu thương. Như thế thì gia đình mới yên ổn mà vui vẻ. Chúng ta chấp nhận nhường người khác không phải vì kém cỏi, không biết ăn nói, mà là vì chúng ta là người thân. Mà đã là người nhà sẽ không có hơn thua, mà chỉ có bao dung mà thôi. 3. Nuông chiều con cháu, hậu hoạn vô cùng. Một gia đình nọ có 3 người. Bố mẹ kinh doanh một cửa hàng nhỏ, nuôi con gái học đại học. Do công nghệ phát triển nên việc làm ăn của cửa hàng nhỏ truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc hai vợ chồng họ làm cả tháng cũng không kiếm đủ tiền để mà thuê nhà. Ăn cơm trưa họ cũng chẳng dám mà gọi thức ăn. Nhưng mà cái cô gái kia không biết đến cái nỗi khổ của cha mẹ. Sau khi mà lên đại học thì kỳ nghỉ hè đầu tiên, cô về nhà tìm bố mẹ mà đòi mua cái điện thoại hiệu Apple, vì điện thoại cũ đã lỗi thời rồi, xấu hổ với bạn bè. Đôi vợ chồng kia miễn cưỡng rút bớt tiền lấy hàng ra mà mua điện thoại mới cho cô con. Cô con gái thì vẫn chưa biết đủ, có điện thoại rồi thì lại đòi mua máy tính, mà có máy tính rồi thì lại đòi mua túi sách, và thậm chí là còn giấu bố mẹ vay cả một khoản tiền lớn. Cuối cùng thì sự việc mới vỡ lở ra, bố mẹ phải bán cả nhà đi mới trả hết nợ cho con. Những câu chuyện như thế này trong cuộc sống không hề ít. Bao nhiêu đứa trẻ bị bố mẹ nuông chiều mà trở thành những con quỷ hút máu người thực sự. Nhà thì có giàu đến đâu thì khi có những đứa con như thế, sớm muộn rồi cũng sẽ hết sạch. Nhân sinh không có sự vất vả nào là vô nghĩa, cũng không có con đường nào đi mà phí công. Bây giờ chúng ta không để con cái chịu khổ thì cuộc đời này sẽ khiến chúng phải chịu khổ. Thực sự yêu con, hãy đừng là tấm bạt mà che chắn mưa gió giúp con, mà hãy dạy cho chúng là làm thế nào để mà đối diện và khắc phục với khó khăn. Không ai sinh ra là đã có một cuộc đời hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Và bố mẹ cũng chẳng thể nào bảo vệ con cả đời. Vì thế hãy cứ để con chịu khổ, chúng mới có sức mạnh để đẩy lùi thử thách trong cuộc sống. Trong văn hóa truyền thống, gia đình được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của quốc gia. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Việc nhà tuy nhỏ nhưng lại là yếu tố cơ bản hình thành nên quốc gia và thiên hạ. Triết học gia Lev Tolstoy đã từng nói rằng các gia đình hạnh phúc thì đều có điểm tương đồng, còn các gia đình bất hạnh thì có những điểm bất hạnh khác nhau. Gia đình hạnh phúc là điều mà mỗi người đều mong muốn, và chỉ cần một gia đình có 6 yếu tố cơ bản dưới đây thì
chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thứ nhất, gia hòa vạn sự hưng. Trong lễ ký có viết, cha con trung hậu thì anh em hòa mực, mà vợ chồng hòa thuận thì gia đình hưng thịnh. Cha mẹ con cái tình cảm sâu đậm, anh em chung sống hòa thuận, vợ chồng đồng tâm đồng lòng, gia đình như thế này nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Mọi người trong gia đình chung sống có điều châm trước, có điều bao dung, như thế mới yên bình. Người sẵn lòng chịu thua không phải vì kém tài, mà chỉ là hiểu rằng trong gia đình thì không có thắng thua, mà chỉ có bao dung. Thứ hai, khoan dung lượng thứ. Dù là người cùng gia đình thì cũng không khỏi tránh được cái sự xích mích. Người không có người hoàn thiện đâu, và người nhà thì cũng như vậy, đều có vấn đề này mà vấn đề kia. Nếu mọi người có thể lượng thứ được cho nhau, hiểu cái nỗi khó nhọc của nhau và đứng trên cái góc độ của người kia để mà xem xét suy nghĩ vấn đề, thì mâu thuẫn tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Thứ ba, cần cù tiết kiệm. Ăn không cần món ngon, no bụng là được rồi. Mặc không cần quá đẹp, mà đủ mặc là được rồi. Điện thoại cũng không cần phải đắt tiền, có dùng là được rồi. Không cần phải so đo với người khác, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Cần kiệm không phải là vì hẹp hòi, tiết kiệm cũng không phải là keo kiệt. Mấu chốt là không lãng phí, vật lại dùng không hết công dụng. Cần tiêu tiền thì không thể tiết kiệm, mà không đáng tiêu thì hết sức tiết kiệm. Thứ tư, kịp thời trao đổi. Sự sẻ chia là điều quan trọng nhất với mỗi gia đình. Nếu không có sự trao đổi thì giữa người với người chỉ có sự thất vọng và nghi kỵ lẫn nhau. Không thấu hiểu nhau khiến tình cảm gia đình phai nhạt và thậm chí là tan vỡ. Cuộc sống trong gia đình ấm áp, có người bạn đời yêu thương, có con cái đáng yêu, cả nhà vui vẻ hòa hợp, sớm tối có nhau, ngày ngày đều thấy cái nét mặt tươi cười. Ôi nghe những lời ấm áp thì cuộc đời này cũng đủ rồi. Thứ năm, nuôi dạy nghiêm là phúc cho con cháu. Cuộc đời không có cái khổ nào vô ích và cũng không có con đường nào vô ích. Nếu bạn không cho con cái chịu khổ thì thế giới sẽ khiến con cái bạn rất khổ. Khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thiếu đi cái sự nghiêm khắc, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng đứa trẻ nhiễm cái tính ích kỷ. Nếu bạn hiểu được rằng tình yêu thương phải song hành, rằng tình phải song hành với sự nghiêm túc và nghiêm khắc, truyền đạt được những điều này đến con bạn, chắc chắn con bạn sẽ tự biết điều chỉnh cái cách ứng xử của chúng, và việc dạy dỗ con sẽ trở nên thuận lợi hơn. Thật không khôn ngoan khi lúc nào cũng nghiêm khắc với con bạn, mà nói cho cùng yêu thương vẫn là thứ ưu tiên hàng đầu. Thứ sáu, tích đức hành thiện. Nhân phẩm là giấy thông hành tốt nhất. Một đời người trước tiên phải làm người rồi mới làm việc. Chỉ khi đã làm người tốt rồi thì mới làm việc thấy nhẹ nhàng, dễ dàng và ung dung. Sống trên đời mà nhân phẩm kém, lời nói cử chỉ thì lại bất chính, thì có thông minh đến đâu trời Phật cũng không độ, mà tiền đồ bị ngăn trở, cuộc sống lại chẳng hạnh phúc. Gia đình là quan trọng nhất. Khi mệt mỏi chỉ cần trở về căn nhà thân thương, ngập tràn nụ cười và sự hạnh phúc thì mọi phiền muộn đều tan biến. Thế nên hãy yêu quý và bảo vệ gia đình mình. Mong rằng mỗi người trên thế giới đều có một ngôi nhà hạnh phúc, đều có một bến cảng dịu dàng ấm áp để nương tựa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương định hương, giới hệ hương, giải thoát tri kiến hương, ngôn minh hương, đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi 2019. Tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày, chư vị Phật tử hôm nay phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả loài cá, loài chim, loài lươn, loài ốc này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu con vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị các cổ nhổ lông chim sò nấu nướng đâu đứng quần hoài sợ hãi đanh la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài xúc sanh là do quý vị tạo nhiều nghiệp ác, tham sân si, nhất là nghiệp si mê cho phải đọa làm thân loài xúc sanh. Sống chết gửi trên giao thớt, may thay hôm nay các vị gặp được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy giữ mình cho thanh tịnh, phát bồ đề tâm, quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi định thị biến sái tâm, thiên tấn không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tâm duyên diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân, tiền tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cái trùng vô xứ bất siêu luân thị, bất thể thị diệu cực pháp thâm trần, bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên, trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sai khổ ngọc nhiên tác dụng xuân thiết ngã băng nhi, thành tịnh độ sở vị đào, nội ngoại trung gian vô trừ quét. Thanh Phà Bồ Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Thủy Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chuyên Có Án Tổng Nguyên Trừ Bổ Sái Pháp Chuyên Tất Thanh Tịnh Đàn Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chứng Đức Sân Căn Bản Tịnh Độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhà Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lo Yến Thế Tôn Bát Đà Dạ Bồ Đề Tấn Độ Bà Dạ Ma Ha Tấn Độ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Án Tán Bằng Ra Bằng Về Kiến Lần Đỏ Y Bông A Di Đà Bà Lo Yến Thế Tấn Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cũng Trì Hay Lì Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tấn Bà A Tha Đò Vô Bằng A Thầy Dân Tấn Bà Tấn Đa Đàn Đầu Đáng Điện Tha Án A Bà Lo E Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di E Lì Ma Ha Bồ Đề Tấn Độ Tấn Bà Tấn Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Ma La Bằng Sa Ya Đế Đà Ra Đà Ra Đi Đi Ni Tân Bằng Ra Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Bằng Ma Ra Một Đề Lệ Y Ye Y He Thắng Na Thắng Na A Tha Sam Phật Ra Sa Lợi Phật Sa Lô Lô Ma Ra Hồ Lô Lô E Đi Ta Ra 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 Thắng Đi Thắng Đi Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Di Đế Đi Ya Ra Ra Khẩn Đi 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 Sắc Ni Na Ya Ta Ba Ha Ma Ha Thắng Đà Ya Ta Ba Ha Thắng Đà Vô Nghệ Thắng Bàn Ra Ya Ta Ba Ha Ra Ra Khẩn Trì Ta Ba Ha Ma Ra 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 Ta Ba Ha Ba Ha Ta Ba Ma Ha Thắng Đà Ya Ta Ba Ha Giảng Kiến Ra Thắng Đà Ya Ta Ba Ha Ma Đà Ma Yến Thắng Đà Ya Ta Ba Ha Ta Ba Ha Ma Ma Lai Thắng Yến Ra Ya Ta Ba Ha Nam Mô Ấn Ra Đắng Đà Ra Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Ba Lo Yến Đế Tướng Bàn Ra Ya Ta Ba Ha Ấn Thắng Điện Đô Ta Bà Ha Ấn Thắng Điện Đô Bằng Đa Ra Bằng Đà Dạ Ta Bà Ha Ấn Thắng Điện Đô Bằng Đa Ra Bằng Đà Dạ Ta Bà Ha Này các loài chúng sanh kia các ngươi nên thần xuân sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tình sau cùng nguyện thí chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi Pháp Thân Tịnh Độ Bẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Bẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Bẩm Bồ Tát Ma Ha Tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắm ta nghe lấy những điều dạy rằng nên đời này chìm đắm sông mê tới tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về ban thân sống đọa đầy chết thường đau khổ long vậy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới bay tên bắn móc câu thả hồi luôn đa dù kêu không ai thương hồn còn phóng vấn đâu đang son nồi muôn phần chết này người cầm chắc nên sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người được tâm đến đây lại được nhờ ân phép màu
quỳ bám quỳ tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật lượng túc trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ hôm nay các vị quy tăng không đọa bằng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si. Hôm nay ban tâm xin sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Như Lai Nam Mô Li Bố Ý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hạnh Tâm Bát Nhã Ma La Mật Đa Chơi con độ nhân thi khổ ác sai lời tử sanh bất gì con bất gì sanh sanh thức thì không thức thì sanh tọa thượng hành thức diệt vật như thì sanh lợi tử thì chư pháp không tư bất sanh bất diệt tâm văn dặm thì có con chung vô sát vô tọa thượng hành thức vô nhạc nhị thị thiệt tăng ý vô sáng thanh lương vị xuất pháp vô nhạc giới đại trí vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tầng tầng vô cô chỉ vì vô đáng vị vô sở đáng có bồ đề tăng trở y bát nhã ma la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quán ngài có vô hữu cũng có biển đi đi đầu phần tướng tu an niết bàn tam thế dư bằng đa cố đa đa đầu đa la tam hiệu tam bồ đề có chỉ bát nhã ma la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trời nhân thế cõi chân thì bất tư cô thi bát nhã ma la mật đa đại hiện đế ma la tăng nghi đế bồ đề tăng bà na nam mô a di đà bà nhà ra na nhà ra nhà ra di đà na a di đà đô bà thì thì a di đà đa thì ca lan đế a di đà đa thì ca lan đa nhà di đà nhà nhà ra di đà ca lệ ta bà na nam mô a di đà bà nhà ra ta nhà ra nhà ra di đà ta di đà đa lan ca bà thì a di đà đa thì ca lan đế a di đà đa thì ca lan đa nhà di đà nhà nhà ra di đà ca lệ ta bà na nam mô a di đà bà nhà ra ta nhà ra di đà đa bà thì a di đà đa lan ca bà thì a di đà đa thì ca lan đế a di đà đa thì ca lan đa nhà di đà nhà nhà ra di đà ca lệ ta phá nguyên bàn lễ a di đà phật ca hương tây thế giới an lành con nay xin phá nguyện vãng sanh đồ ở nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đầu sư a di đà phật nam mô a di đà phật di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật di đà phật nam mô a 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 di đà phật đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật 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 nam mô quan thế âm bồ tát 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 nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô tâm tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tâm tịnh đại hải chúng bồ tát phóng sanh công đức tổ tán thành vô biên năng vương dài hội hướng cồn nguyện toàn giới dư chúng sanh tâm vạn vô lượng văn vạn sanh nguyện tiêu tam dân dự việt nam bồ nguyện tòa dân tăng tiêu dư thế thế thượng hành bồ tát đàn nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cư phóng thi ma vi vô mộ hoa cai kiện và mộ vô sanh văn tôn bồ tát quy ba lương bồ tát mơ nhân thiên a đang dư chúng sanh giai không thành hoàn đạo tự quy y phật là sinh nguyện chúng sanh a thể theo đạo ca vô thượng a tự quy y phật
sanh thâu rộ kinh tạng trí huệ như biển từ quy y tăng sinh vị chúng sanh đại chúng tâm cả không ai nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.